chương 4580, như vào chỗ không người. Lăng Hàn cảm giác khí lực tăng lên, đây là tăng lên toàn phương vị, kể cả lực lượng và phòng ngự, này bọn họ không thể tưởng tượng nổi, chân long lúc trước cường đại cửa nào, khó trách có thể đứng đầu các thần thú. Mỗi một ngày, bọn họ trừ luyện hóa long tinh ra, còn có thể tu luyện linh đồ và đế thuật đạt được ở nơi này, đây vốn là thứ thuộc về chân long, phối hợp với long tinh sẽ có hiệu quả tốt hơn. Lăng Hàn chuyên tâm tu hành linh đồ, hắn cố gắng khắc lạc ấn vào tiên đan, chỉ cần hoàn thành bước này, khi đó hắn sẽ tiến vào cấp độ mới. Đến lúc đó, trong bí cảnh này còn có người nào là đối thủ của hắn hay không? Bách Lý Sa, Từ Kiệt, Thạch Nguyên Trần, các người chờ đó cho ta. Một ngày lại một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, vào ngày thứ 13 mới có 9 người tới đây. Ha ha, Lăng Hàn, trong tiếng cười lớn, 9 người này tỏa ra khí thức cường đại. Bách Lý Sa, Thạch Nguyên Trần, Từ Kiệt, không phải là đế tử thì chính là đế tộc, người nào cũng là sinh đan cảnh cường đại người ở nơi này không chạy đi có phải muốn nhân dịp chúng ta truyền tống lại phục kích chúng ta từ kiệt cười lạnh nói chúng ta đã khám phá ra chút thủ đoạn này cho nên chúng ta tụ hợp lại mới cùng tiến vào nơi đây ngươi chịu chết đi những người này cười lạnh dáng vẻ ta đã xem thấu âm mưu quỷ kế của ngươi lang hàn im lặng hắn hoàn toàn không muốn chờ đám người này bởi vì long tinh rơi xuống nơi đây nên hắn không muốn bỏ qua ân các ngươi vui vẻ là tốt rồi. Giết, đám người bách lý xa giết qua, thông qua chín đảo, đã tiến vào chân long bí quật, hiện tại đã tới bí cảnh sau cùng, cho nên, phải nắm chặt thời gian giết lăng hàn, cướp lấy pháp khí mẫu kim trên người đối phương. Nếu không, một khi rời đi, trí nhớ của bọn họ sẽ bị chém sạch, không có khả năng nhớ rõ trên người lăng hàn có bí bảo như thế. Chín người liên thủ giết tới, uy thế ngập trời. Lăng hàn không nói hai lời, hắn trực tiếp chạy đi, hắn lại dùng thần thức truyền âm trì mộng hàm, bảo nàng bảo hộ đại hắc cẩu cũng không cần quan tâm tới hắn nhiều ngày trôi qua hắn đã tiêu hóa gần xong năng lượng bạo chiều chỉ cần lắng động là có thể trùng kích sinh đan đại viên mãn cho nên hiện tại hắn không cần liều mạng chỉ cần kéo một ít thời gian chờ tới khi hắn đột phá vậy cho dù chín người liên thủ thì như thế nào hắn cũng có thể đánh chết chị mộng hàm rất tin tưởng vào hắn nàng dùng thần thức truyền âm cho hắn bảo hắn cứ yên tâm nàng là thiên tài thiên phú cao nhất mấy trăm vạn năm qua của đông lâm đế tộc muốn bảo vệ đại hắc cầu rất đơn giản tin tưởng đám người bách lý sa cũng không vạch mặt với nàng lăng hàn thét dài một tiếng hắn hóa thành một làn khói nhẹ truy chín người bách lý sa nhìn sang trì mộng hàm thấy nàng không hề có ý định ra tay thì đuổi theo lăng hàn còn chưa đi được bao xa bọn họ không phát hiện tung tích của lăng hàn khốn kiếp ra hỏa này trốn thật nhanh đi trở về bắt con chó hoang kia nó đi chung với lăng hàn có thể dùng nó uy hiếp lăng hàn hiện thân bách lý sa lập tức nói ra Ân, những người khác đều gật đầu, thời điểm bọn họ quay người lại, không gian như bị nghiền nát, chỉ thấy một bóng người xuất hiện và giết tới, một ngón tay điểm vào một người, ngay sau đó hàn khí sinh ra. Cái gì, tất cả mọi người không kịp phản ứng, công kích này quá gần, hơn nữa người bị phục kích cũng không phải đế tử, chỉ là một gã thiên tài đế tộc. Một ngón tay điểm ra, nó hóa thành băng long màu trắng đâm vào lưng người kia. Người nọ chỉ kịp lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, hắn đã bị băng long đánh trúng, ba, trái tim của hắn bị đánh nát, thân thể hắn đóng băng. ngay sau đó hắn biến thành vô số bụi băng, ngay cả một chút máu tươi cũng không còn, bởi vì huyết nhục trong người hắn đã biến thành băng. trong nháy mắt sau đó, giống như thời gian nghịch chuyển, thân thể hắn gây dựng lại và khôi phục. thế tử phù, thánh địa có thế tử phù, huống chi là đế tộc. lang hàn cũng biết điểm ấy, bởi vậy sau khi đắc thủ hắn không ham chiến, lần nữa phát động quỷ ảnh bộ ẩn nấp vào trong bóng tối. a, à, các đế tử giận tím mặt. Bọn họ liên tục ra tay tấn công nơi Lăng Hàn vừa biến mất, đáng tiếc không đánh chúng cái gì cả. Lăng Hàn đã nhanh chóng độn tới nơi khác, đáng giận, lúc này bốn đế tử tức giận không nhỏ. Nói đến Tu Vi, có người nào trong bọn họ không cao hơn Lăng Hàn? Nói đến chiến lực, bọn họ có ai kém hơn Lăng Hàn? Nhưng hiện tại Lăng Hàn có thể giết một thành viên trong bọn họ. Tuy không phải đế tử nhưng bởi vì có thế tử phù nên không có chính thức chết đi, nhưng như vậy cũng đã kích sĩ khí của bọn họ. Một đống phế vật, bị người ta giết ra giết vào như chỗ không người đi trở về bắt con chó hoang kia ép tiểu tử kia hiện thân bách lý xa lành lạnh nói ra quá đáng giận việc này chẳng khác gì đang trào phúng bọn họ chín người trở về tìm đại hắc cẩu nhưng lần này chỉ mộng hàm không có ngồi nhìn mà là động thân ngăn cản bọn họ trì tiên tử người muốn che chở con chó hoang kia từ kiệt mở miệng chúng ta đều xuất thân đế tộc đều là người đồng đạo con chó hoang kia không xứng lau giày cho chúng ta A à Phi, các ngươi thật không đứng đắn, cho dù cậu ra dùng thịt ngươi làm đệm, cậu ra còn ngại đau xương cốt đấy. Đại hắc cẩu không chịu thiệt thòi, nó lập tức phản kích. Chỉ mộng hàm cầm một cây quạt và vung lên, muốn chiến, các ngươi phóng ngựa tới đây. Đám người bách lý xa nhíu mày, bọn họ chín người liên thủ đương nhiên có thể ép bước chỉ mộng hàm, nhưng bọn họ sẽ trả cái giá lớn, mấu chốt là còn có lăng hàn phục kích bên cạnh, vạn nhất kịch chiến bị hàn ám sát thì sao? Gia hỏa này là hạt giống của chiến thần cung, tinh thông các loại ám sát, khó lòng phòng bị. Chín người nhìn nhau, quyết định không khai chiến cùng Trì Mộng Hàm, bằng không bọn họ sẽ bị động. Thật sự đáng giận mà, vì cái gì Lăng Hàn trở thành hạt giống của chiến thần cung, gia hỏa này còn nằm trên danh sách tất sát của chiến thần cung đấy. Đây là âm mưu của chiến thần cung, cố ý làm như vậy che giấu thân phận hạt giống của Lăng Hàn, hoặc xem bọn họ thành ô long, từ đó bồi dưỡng hạt giống. Nếu như là thứ hai, chờ Lăng Hàn đủ cường đại, thời điểm Lăng Hàn vạch trần thân phận, thể diện của chiến thần cung sẽ mất hết. Về sau còn ai dám mời chiến thần cung giết người? Người xem, mục tiêu tát sát bị người ta bồi dưỡng trở thành hạt giống, việc này thật khốn kiếp. chương 4581, người thắng làm vua. Đúng lúc này, trên bầu trời có mưa phùn xuất hiện. Là thời điểm mưa long tinh rơi xuống, chỉ mộng hàm không nói hai lời, nàng nhanh chóng bay thẳng về nơi đó, thân hình lăng hàn xuất hiện, hắn hứng lấy long tinh, ngay cả quỷ ảnh bộ cũng bị phá vỡ sát đám người bách lý xa thấy thế liền lao lên chém giết lăng hàn nhưng bọn họ vừa xông vào khu vực trời mưa bọn họ lập tức khiếp sợ trận mưa này có thể xuyên qua bí lực hộ thuẫn của bọn họ nhưng kế tiếp bọn họ rất vui mừng đây là long tinh làm thành viên đế tộc đương nhiên bọn họ biết rõ long tinh trên thực tế mỗi đế tộc cũng còn giữ lại một ít long tinh mặc dù có chút không phải xuất phát từ chân long mà là hậu đại của chân long chỉ cần là long tinh sẽ có chỗ tốt lớn lao huống chi long tinh này do chân long lưu lại. Đại bổ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ do dự là tiếp tục đuổi giết lang hàn hay ở lại đây hấp thu long tinh. Thật khó lựa chọn, có người quyết định muốn tiếp tục truy kích, có người nói không ngại trì hoãn một chút, dù sao long tinh rất chân quý. Có ba người phái chủ chiến, dùng bách lý xa cầm đầu, nhưng chỉ có hai đế tử, bọn họ làm sao hạ Lăng hàn. Không nói hỗn độn cực lôi tháp, chỉ cần Lăng hàn phát động thân pháp quỷ gì kia, bọn họ làm sao có thể ngăn cản chiến thần cung dám ám sát đế tộc tự nhiên bọn họ vẫn có chút tài năng cho nên bọn họ tiếp tục đuổi giết lăng hàn thì nhiều lắm chỉ đuổi lăng hàn ra khỏi khu vực trời mưa bọn họ cũng không thể hấp thu long tinh hại người không lợi mình bỏ đây lấy cơ duyên trước ba người bách lý xa buông tha kế hoạch đuổi giết không bao lâu mưa dừng lại đám người bách lý xa không còn do dự lập tức đuổi giết lăng hàn lăng hàn trốn vào bóng tối hắn không phải người bị động chịu đòn thỉnh thoảng sẽ nhảy ra đánh lén đám người Bách Lý Sa đã có chuẩn bị, một khi Lăng Hàn hiện thân sẽ rơi vào vòng vây, nhưng Lăng Hàn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp giết ra con đường sống. Nếu đế tử không thiêu đốt đế huyết, bọn họ làm sao ngăn cản hỗn độn cực lôi tháp? Nhưng vấn đề là, trừ phi có nắm chắc Lăng Hàn tất sát, bằng không không khi thiêu đốt đế huyết sẽ không khôi phục lại. Hơn nữa, chính mình thiêu đốt đế huyết, sau này bất lợi cho việc tranh đoạt số mệnh chân long. Không có tên đế tử nào dám thiêu đốt đế huyết, đây là lá bài tẩy lớn nhất của bọn họ. Cứ như vậy, hào khí rất náo nhiệt, chín thành viên đế tộc vẫn đuổi giết Lăng Hàn nhưng không thành công, ngược lại luôn bị Lăng Hàn phản kích đánh lén, làm cho bọn họ chật vật không chịu nổi. Nếu việc này truyền ra ngoài, còn không bị người ta cười chết hay sao? Đế tử, đế tử không phải quét ngang bắt hoang, cùng vô địch cùng dai hay sao? Nhưng bốn tên đế tử liên thủ còn không làm gì được Lăng Hàn, không phải trò cười lớn hay sao? Qua vài ngày sau, lại có người tới nơi này, bắt đầu từ lúc này người tới nhiều hơn, qua 5 ngày đã có hơn 100 người xuất hiện. Nhưng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, lúc này không còn mưa long tinh nữa. Chẳng lẽ mưa ở nơi khác hay sao? Ngày hôm sau, không có trời mưa, ngày thứ ba cũng thế. Kể từ đó, tất cả mọi người biết rõ, cơ duyên này đã chấm dứt. Có lẽ có hạn chế nhân số, thời điểm đạt tới 100 người, mưa long tinh sẽ kết thúc, cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn kế tiếp. Bành, một cây trụ lớn từ trên trời giáng xuống, nó cắm sâu vào mặt đất, trên cây trụ lớn có tấm vải với bốn chữ, người thắng là vua. Đây không phải trụ lớn, mà là một mặt cờ xí. Người thắng làm vua, đây là ý gì? Đại khái muốn chúng ta chiến đấu, chỉ còn lại có một người, người đó là vương giả. Có người suy đoán, tranh đoạt bí cảnh, đến cuối cùng sẽ có quy tắc đơn giản nhất, ở bước cuối cùng sẽ dựa vào thực lực. Những người ở nơi này trải qua khảo nghiệm trùng điệp, thiên phú cũng tốt, vận khí cũng thế, khẳng định đều là nhân tuyển tốt nhất. Cho nên hiện tại đánh nhau, kẻ chiến thắng sẽ được số mệnh chân long Như vậy càng đơn giản Từ kiệt ra tay, hắn tấn công một người Người làm gì, người bị công kích hét lớn Hắn tiến hành phòng ngự, nhưng đế tử thực lực cỡ nào Vượt xa bài danh thứ nhất trên tinh võng Banh, một kích đánh người kia thổ huyết Hắn mất đi năng lực tái chiến Mà thân thể hắn lắc lư giống như hóa thành ánh sáng Đột nhiên hắn biến mất Hắn bị đánh ra khỏi bí cảnh Tất cả mọi người nói thầm Nhưng bất kể như thế nào bọn họ đã hiểu đúng bốn chữ người thắng là vua, chỉ cần bị đánh bị đánh mất năng lực chiến đấu, bọn họ sẽ bị đưa ra ngoài. Lăng Hàn xuất hiện trong bóng tối, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Ta hoài nghi thân thể chúng ta không có tiến vào, chỉ có một đạo linh hồn tiến vào mà thôi. Tại sao lại là linh hồn? Đại hắc cầu chỉ vào bờ mông, chẳng lẽ đồ lót của ta là giả? Câu này làm tỉ muội chỉ mộng hàm chán ghét, con chó hoang này nói chuyện rất đê tiện. Lăng Hàn lắc đầu, thủ đoạn của đại đế khó lường, trên đảo cử nhân lúc trước, nếu không phải chúng ta quay đầu nhìn lại, chúng ta làm sao phát hiện đó là đảo quỷ? Đại hát cầu lập tức im lặng, tổ vương quá cường đại, có thể điều khiển tất cả quy tắc, mà quy tắc là trụ cột của thiên địa vạn vật, cho nên, cho dù bọn họ là trạng thái linh hồn, tổ vương cũng hoàn toàn có thể làm bọn họ không phát hiện ra. Nếu là trạng thái linh hồn, như vậy có thể giải thích hoàn mỹ vì sao khi ra ngoài không ai còn trí nhớ. Chỉ mộng hàm nói ra, chém trí nhớ liên quan của linh hồn là đơn giản nhất. Cứ như vậy, người chết ở đây là chết thật. Ách, có lẽ là chết thật. Từ lịch sử xưa nay, người tiến vào chân Long Uyên, thậm chí nhân số tử vong đạt tới chín thành, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Việc này làm Lăng Hàn yên tâm, nếu không sau khi ra ngoài không nhớ cái gì, mà đám người bách lý xa, lâm lãng vẫn còn sống thì hắn ăn thua lỗ quá lớn. Ta sẽ đột phá sinh đan đại viên mãn, chính các ngươi cẩn thận. Hắn nói một câu, sau đó hắn lại tiến vào bóng tối. Đám người Bách Lý Sa không có tự giết lẫn nhau, hoặc là nói, trước khi tiêu diệt hắn, bọn họ vẫn là đồng minh, cho nên, hắn phải đột phá sinh đan đại viên mãn, khi đó mới có thể quét ngang đám người. Không qua bao lâu, chỉ chiến đấu suốt mấy ngày, trải qua đuổi giết và lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, Lăng Hàn đã củng cố vững chắc tu vi sinh đan hậu kỳ, hắn có thể cất bước tiến lên cảnh giới tiếp theo. Hắn tìm một nơi yên lặng và bắt đầu trùng kích sinh đan đại viên mãn. Quá chờ mong, chương 4582, sinh đan đại viên mãn. Sinh đan bước thứ tư, hóa đan. Cái gọi là hóa đan, chính là hóa lỏng tiên đan. Đây là một quá trình khá dài, không có khả năng một lần là xong, nhưng chỉ cần bước ra một bước nhỏ, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Đến đây đi, Lăng Hàn dùng bí lực nghiền nát tiên đan, hắn cố gắng hóa lỏng tất cả. Nhưng tiên đan vốn là thứ kiên cố nhất trong cơ thể, thật sự không được còn có thể dùng làm pháp khí niệm lực ném đi, mà tiên đan của Lăng Hàn dùng viễn cổ tiên môn làm cơ sở, vậy thì càng thêm chắc chắn tiên đỉnh có thể va chạm lẫn nhau và tự hủy tiên đan chỉ có một viên nên làm sao bây giờ cấp độ bí lực quá thấp đánh vào không có hiệu quả gì cả vận dụng năng lượng tầng thứ cao lang hàn cẩn thận sử dụng thiên đạo hỏa và năng lượng hủy diệt hắn lạc ấn lên hỗn độn tiên đan từ đó có thể miễn dịch các công kích ách hỗn độn tiên đan quá trâu bò ngược lại có thể ngăn cản hắn đột phá hay không tại sao lại xuất hiện cảnh này lúc trước khi hắn trúc cơ, bởi vì tiên cơ quá mức cứng rắn quá mức hoàn mỹ, căn bản không cách nào tiến hành lột xác, làm cho Lăng Hàn phải đi con đường khác chính là tu ra tiên cơ thứ hai. Hiện tại, chẳng lẽ bảo lưu hỗn độn tiên đan, lại chế ra một đan trì? Mấu chốt là, muốn tái tạo một đan trì thì phải sáng tạo tiên cơ, lại đến tiên đỉnh, sau đó hóa trì, hắn đã sớm hoàn thành hai bước này rồi. Còn phải hóa lỏng hỗn độn tiên đan, Lăng Hàn Minh Tư khổ tưởng, hắn suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể hóa lỏng hỗn độn tiên đan. Trong lòng của hắn khẽ động, đạo tắc trên hỗn độn tiên đan. Nếu đã khắc lên tiên đan, nó cũng có thể phá hoại hỗn độn tiên đan. Làm Hàn bắt đầu từ bản thân hỗn độn tiên đan, hắn phải đánh nát tiên đan sau đó mới có thể hóa lỏng. Trên hỗn độn tiên đan, chín đại minh vân sáng lên và bắt đầu ăn mòn tiên đan. Trên lý luận, trừ phi thiêu đốt tiên đan, nếu không hắn không thể nào phá hư tiên đan chính mình, đây là thứ mạnh nhất trên người võ giả nhưng chín đạo tắc trên hỗn độn tiên đan chính là cửa sau để làm việc này phải biết rằng sinh đan cảnh chỉ có thể vận dụng đạo tắc nhưng không cách nào chính thức lý giải đạo tắc đây chính là thứ chân ngã cảnh mới có thể đụng vào cũng ý nghĩa đạo tắc có cấp độ cao hơn sinh đan cảnh cho nên dùng đạo tắc sinh đan cảnh mài tiên đan tự nhiên là có khả năng rất nhanh chín đại đạo tắc trên tiên đan lưu lại lạc ấn càng ngày càng sáng những đạo tắc này không ngừng ăn mòn tiên đan sau khi chúng triệt để xuyên thấu qua tiên đan Hỗn độn tiên đan đã nát bấy. Quá trình này tiếp tục thời gian rất lâu, suốt 4 ngày sau đó, ba hỗn độn tiên đan chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, nhưng chín đại đạo tắc không có mất đi, chúng đang du động trong thức hải. Tốt, bước đầu tiên hoàn thành, bắt đầu bước thứ hai. Lăng Hàn bắt đầu hóa lỏng mảnh vỡ tiên đan, lần này dễ xử lý hơn nhiều, bởi vì mảnh vỡ tiên đan nhỏ hơn nên càng dễ hóa lỏng. Hắn không ngừng nỗ lực, cuối cùng mảnh vỡ tiên đan đầu tiên cũng hóa lỏng thành công sau đó hắn thế như trẻ tre, không ngừng hóa lỏng các mảnh vỡ còn lại. Lang Hàn tiếp tục dùng mảnh vỡ tiên đan cấu thành một cái ao. Sau khi hóa lỏng mảnh vỡ cuối cùng và hình thành đan trì, hắn đã đi tới điểm cuối cùng của sinh đan cảnh. Chín đại đạo tác chìm nổi trong đan trì, chúng là chất xúc tác, có thể gia tốc hòa tan mảnh vỡ tiên đan. Hai ngày sau đó, trong đan trì tích lũy một phần mười linh dịch, tốc độ hòa tan cũng nhanh hơn. Sinh đan đại viên mãn, Lang Hàn vươn người đứng dậy. Hắn cuối cùng cũng bước vào sinh đan bước thứ tư. Oanh, hắn đánh ra một quyền mang theo lực lượng khủng bố, Tam thập ngũ trọng thiên, Lăng Hàn cười ha ha, xem hắn lực lượng nguyên thủy của hắn đạt tới tứ thập trọng thiên. Trong lịch sử, có người đạt tới cao như vậy hay không? Tứ thập trọng thiên, có lẽ đại đế lúc tuổi còn trẻ đã chạm vào, thậm chí còn có khả năng vượt qua, nhưng lực lượng thuần túy đạt tới tứ thập trọng thiên cũng chỉ có một mình hắn. Dù sao, chỉ là một thập đỉnh hợp nhất đã vượt qua tất cả tổ vương. Đương nhiên Đạt tới cấp độ như tổ vương, khi đó lực lượng sẽ đạt tới cấp độ khác, khi đó lý giải đạo tắc sẽ tương đương nhau, nhưng Lăng Hàn giai đoạn hiện tại đã nắm giữ ưu thế rất lớn. Bằng không vì cái gì đám người bách lý sa, từ kiệt chỉ dám kêu gào trước mặt Lăng Hàn, đó là vì lực lượng nguyên thủy của hắn mạnh hơn bọn họ. Đi, trở về báo thù. Lăng Hàn thi triển thân pháp, hắn lập tức rời đi. Hắn nhanh chóng quay về nơi cũ, cũng không dùng quỷ ảnh bộ che giấu bản thân. Ánh mắt nhìn quanh, Lăng Hàn liền phát hiện nơi này vốn náo nhiệt lại quạnh quẽ, chỉ thấy chín người Bách Lý Sa đang ngồi xếp bằng dưới chiến kỳ, ở gần không có người nào khác. Hiển nhiên những người khác đã bị đánh bay ra khỏi bí cảnh, cũng có khả năng ẩn nấp giống như hắn. Không thấy tỉ muội chìm mộng hàm và đại hắc cẩu, chẳng lẽ bọn họ bị đánh ra khỏi bí cảnh. Việc này không kỳ quái, dù sao đám người Bách Lý Sa có tới bốn đế tử, chìm mộng hàm có là kỳ tài trăm vạn năm có một của trì ra cũng không thể sánh bằng bốn đế tử, hơn nữa nàng còn có bị chỉ mộng san và đại hắc cầu liên lụy tốt thu này do hắn báo lăng hàn lặng lẽ tiếp cận sau đó hắn công kích người bị hắn đánh lén không kịp phản kháng bị hắn đánh thành cặn bã nhưng thế tử phù phát huy tác dụng hắn đã sống lại lăng hàn đám người bách lý xa quát to bọn họ lập tức ra tay tấn công lăng hàn lăng hàn hoàn toàn không sợ hắn vận dụng màn sáng tinh thần sau đó tiếp tục oanh kích ra hỏa bị hắn đánh lén hiện tại hắn đã dùng thế tử phù hai lần cho nên Lăng Hàn sẽ ra tay giải quyết hắn trước. Oanh, tám đạo công đánh tới, không thiếu cấp bậc đế tử, tự nhiên đánh nát màn sáng tinh thần. Đám người bách lý xa nhìn thấy như thế liền vui mừng, ra hỏa đáng chết, không ngờ dám trọi cứng với công kích của bọn họ. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ há hốc mồm, bởi vì Lăng Hàn không có việc gì cả. Cái gì, bọn họ đang nằm mơ sao? Bốn đế tử liên thủ đánh với người cùng cảnh giới, lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào lên đối phương trái lại lăng hàn xuất một quyền đánh chết người nọ. Sau lần này, người nọ không có sống lại, hắn lại biến mất hoàn toàn. Hắn đã dùng hết thế tử phù, trong khoảng thời gian ngắn, đám người bách lý xa cảm giác toàn thân lạnh lẽo. chương 4583, tư thế vô địch. Lăng hàn cười cười. Hắn thu hồi nắm đấm và nhìn về phía đám người Bách Lý Sa. Đúng, hỗn độn tiên đan đã hóa thành mảnh vỡ, nó đã hóa lỏng hoàn toàn nhưng không đại biểu năng lực hấp thu công kích biến mất. Nó vẫn còn, cũng hóa thành một loại bản năng của hắn, hoàn toàn dung làm một thể với bản thân, không cần dựa vào hỗn độn tiên đan mới có thể tồn tại. Không phải các ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Lang Hàn cười nói, các ngươi muốn giết ta sao? Hiện tại, ta đứng ở nơi này, ai dám đến đánh với ta một trận? Đám người bách lý xa run rẩy, không có người nào dám trả lời. Gia hỏa này biến thành khủng bố, tám người liên thủ công kích nhưng không làm hắn bị thương chút nào, làm thế nào mới có thể giải quyết hắn bây giờ? Lăng Hàn cười cười, hắn vung quyền tấn công Bách Lý Sa. Bành, hắn đánh ra một kích, Bách Lý Sa bị đánh lui, hoàn toàn không địch lại. Tất cả mọi người khiếp sợ, người bị giết không phải đế tử, tuy chiến lực không tầm thường nhưng cũng đạt tiêu chuẩn top 10 tinh võng, Bách Lý Sa thì khác, hắn chính là đối tượng đế tộc bồi dưỡng trọng điểm. Đế tử đã luận bàn với nhau, lực lượng nguyên thủy của Bách Lý Sa khoảng tam thập nhất trọng thiên, hơn nữa tiên thuật gia trì, chiến lực của hắn đạt tới tam thập tứ trọng thiên hiện tại bị một quyền đánh lui, hơn nữa, xem bộ dáng lăng hàn căn bản không có vận dụng tiên thuật gì, tất cả đều là lực lượng nguyên thủy bộc phát. À hát hát, việc này có ý nghĩa lực lượng nguyên thủy của lăng hàn vượt qua tam thập tứ trọng thiên. Trời ạ, à, lực lượng nguyên thủy ít nhất đạt tới tam thập ngũ trọng thiên. Bách Lý Sa đã ổn định thân hình, hắn cắn răng nói. Ngươi đột phá, nếu không không có cách nào giải thích thực lực của Lăng Hàn hiện tại. Lăng Hàn mỉm cười, bây giờ là chiến đấu cùng giai chân chính, đến, xem ta đánh các ngươi thế nào tuy tám người bách lý xa tức giận không kềm được nhưng không ai phản bác thực lực tranh lệch quá lớn cho dù những đế tử như bọn họ cũng chỉ có chiến lược tam thập nhất trọng thiên mà thôi kém hơn lăng hàn ít nhất bốn trọng thiên hơn nữa lăng hàn đã bước vào sinh đan đại viên mãn các vị đã đến nơi đây có người nào muốn buông tha chứ bách lý sa trầm giọng nói ra ta đề nghị mọi người cùng nhau thiêu đốt đế huyết đánh cược một lần đúng tất cả mọi người thiêu đốt đế huyết sau khi đánh kẻ này bay ra ngoài mới cạnh tranh công bằng. Từ kiệt lập tức phụ hỏa tốt, nhất trí đối ngoại, trước trừ kẻ này. Bốn đế tử đạt thành chung nhận thức, hiện tại nếu không thiêu đốt đế huyết, bọn họ sẽ bị lăng hàn giải quyết dễ dàng, chỉ cần mọi người cùng nhau thiêu đốt đế huyết, kế tiếp sẽ có khả năng giành thắng lợi cuối cùng. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, tám đế tộc bắt đầu thiêu đốt đế huyết, khí thức khủng bố sôi trào giống như từng tổ vương trẻ tuổi thức tình. Đôi mắt lăng hàn khép hờ, sau đó hắn mở ra, hai đạo hàn quang kinh người bắn ra ngoài đại đế trẻ tuổi thì như thế nào hắn có tự tin nói rằng nếu hắn gặp tổ vương khi còn trẻ hắn cũng có lòng tin đánh bại lại nói tuy sau khi thiêu đốt đế huyết chiến lực sẽ tăng vọt nhưng vẫn có khác với đại đế khi còn trẻ chỉ có chiến lực quá mạnh mẽ căn bản không người nào có thể địch nổi tự nhiên cũng không thể nào đối kháng đến đây đi hiện tại là đối chiến cùng dai ai sợ ai chứ chết tám người bách lý xa đều giống to cùng tấn công lăng hàn đế huyết sôi trào, chiến lực của bọn họ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tứ thập trọng thiên, đây là một cực hạn, cho dù làm thế nào cũng không thể vượt qua. Lăng Hàn hừ một tiếng, khí tức hồng hoang trí cao bộc phát, đám người bách lý xa bị gọt ba trọng thiên, đương nhiên năng lực siêu cường này không biến mất. Kể từ đó, chiến lực những đế tử này bị suy yếu còn tam thập thất trọng thiên. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn triển khai đồ thần thuật phản kích đám người này. Hắn có lực lượng nguyên thủy tam thập ngũ trọng thiên, đồ thần thuật tăng thêm ba trọng thiên cho nên chiến lược tăng lên tam thập bát trọng thiên hắn còn mạnh hơn các đế tử một ít bốn đế tử liên thủ chỉ có thể đền bù tranh lệch một trọng thiên nếu như bốn người không dùng toàn lực không kích của bọn họ sẽ bị hóa giải sạch sẽ lăng hàn như hổ vào bầy dê một cước đá ra một tên đế tử bị hắn đá bay một quyền công kích đế tử bị đánh lui hắn tỏa ra uy thế vô địch hắn ra tay không nhắm vào bốn tên đế tử hắn đánh những tên còn lại ra khỏi bí cảnh trước đã như vậy bốn người còn lại đều là đế tử, Bách Lý Sa, Từ Kiệt, Thạch Nguyên Trần và Quan Nguyên Minh. Hiện tại, bốn đế tử liên thủ vẫn có thể chống lại Lăng Hàn, nhưng thời gian thiêu đốt đế huyết có hạn, một khi trôi qua thời kỳ bộc phát, bọn họ có thể đối kháng Lăng Hàn hay sao? Đều vận dụng tuyệt chiêu, chúng ta phải đánh tiểu tử này bay ra ngoài, bằng không chúng ta sẽ bị loại bỏ. Bách Lý Sa nói ra, hắn lấy ra một tấm da thú, nhìn nó cực kỳ cổ xưa, thậm chí còn có phần rách nát. Nhưng Lăng Hàn lại có cảm giác nguy cơ, hắn cảm thấy gia thú sinh ra uy hiếp rất lớn. Tốt, ba đế tử còn lại đều dùng át chủ bài, đây là tuyệt chiêu gần với thiêu đốt đế huyết. Bách lý xa lắc tay, xoát, gia thú mở ra, một tấm phù xuất hiện, thì ra đó là một tấm chiếu thư. Đây chính là thánh nhân tự viết, tuy nơi này có hạn chế cảnh giới, cho nên nó không phát huy ra bao nhiêu uy lực, nhưng cũng đủ trấn áp ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, ba chữ trong gia thú trấn áp Lăng Hàn. Cùng một thời gian đám người từ kiệt sử dụng át chủ bài của mình, có phù binh, có triệu hồi 36 ngân kiếm hình thành kiếm trận, có ngọc bội, sau khi bóp nát sẽ có hỏa nghiêu lao ra ngoài, toàn thân đều do ký hiệu phức tạp tạo thành. Bốn đế tử bày ra sát cục đáng sợ, bốn người bọn họ đều cười lạnh, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối, đánh chết lăng hàn ở nơi này cũng chỉ đuổi ra ngoài, mà không phải chân tránh giết chết. Bằng không người tiến vào chân Long Uyên nhiều như thế, tại sao chỉ có thiên tài đỉnh cấp mới còn sống rời đi? Bọn họ cảm thấy thịt đau, đây chính là bảo bối bọn họ ẩn giấu lăng hàn hư một tiếng hỗn độn cực lôi tháp xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn hỗn độn khí chính là phòng ngự tốt nhất bành hỗn độn khí phòng ngự rất mạnh nhưng không chịu nổi bốn gã đế tử liên thủ đánh hội đồng hỗn độn khí bị đánh phá bốn đế tử bộc phát công kích sắc bén đánh vào thân thể lăng hàn nhưng hỗn độn cực lôi tháp cũng không phải đồ chơi công kích bị suy yếu rất mạnh công kích của bốn đế tử chỉ còn một nửa uy lực ban đầu lăng hàn cười ha ha hắn xuất ra bốn quyền liên tiếp chương 4584, đại đế sát trận. Bành, bành 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 bành, bốn quyền qua đi, thân hình lăng hàn chấn động, hắn liên tục lui về phía sau, bốn đế tử công kích quá kinh khủng, dưới tình huống vận dụng át chủ bài, giống như tám gã đế tử liên thủ tấn công. Nhưng tính sao, trải qua hỗn độn cực lôi tháp suy yếu, uy lực công kích của bọn họ đã giảm mạnh, hơn nữa lăng hàn lại có thể hóa giải công kích không vượt qua hắn sáu trọng thiên, tự nhiên không cách nào tạo thành uy hiếp với hắn. Công kích luân phiên khủng bố như thế, hắn lại có thể hóa giải dễ dàng. Bốn đế tử nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin nổi. Ngươi là người sao, đế tử vốn phải quét ngang cùng dai, hiện tại bốn đế tử liên thủ, còn thiêu đốt đế huyết, vận dụng át chủ bài cũng chỉ đánh lăng hàn lui vài bước, quả thực không khác gì đang nằm mơ. Chẳng lẽ, chứ dựa vào đại cảnh giới áp chế thì không thể làm gì ra hỏa này hay sao? Phát hiện điểm này, em mờ các đế tử lâm vào tuyệt vọng, ra hỏa khủng bố như thế, hắn có thể một người áp chế một thời đại hay sao? Cho dù hắn không thể thành đế trong thời đại này, gia hỏa này thành thánh cũng là đệ nhất thánh nhân, hơn nữa có bảo khí mẫu kim, cho dù không tấn cấp thành đế binh, có lẽ đế binh cũng không cách nào áp chế hắn. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều nói thầm, phải thừa dịp lăng hàn còn chưa phát triển mà tiêu diệt hắn, nếu không, chờ tới khi tiểu tử này thành thánh, đến lúc đó trên đời này không có ai trị được hắn. Nhưng vấn đề là, sau khi rời khỏi đây, bọn họ sẽ bị chém trí nhớ liên quan, căn bản không nhớ việc tại nơi này. Việc này biến thành xấu hổ, không cách nào giải quyết lăng hàn, gia hỏa này còn đạt được số mệnh chân long, hắn sẽ có thêm vận may, cơ duyên liên tục, sẽ phát triển nhanh hơn nhiều. Lăng hàn cũng mặc kệ trong nội tâm bọn họ biệt khuất cỡ nào, hắn đã khởi sướng phản kích. Sau khi hắn bước vào sinh đan đại viên mãn, hắn đã có thể áp chế đám người này. Oanh, 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 hắn đánh ra công kích vô cùng đáng sợ, căn bản không cần tiên thuật cũng có uy năng lớn lao, khi hắn triển khai hàn băng lục tiên chỉ, băng long được năng lượng hàn băng ra chỉ cũng làm bốn đế tử đau đầu. Công kích này thật đáng sợ, hơn nữa còn là công kích từ xa, sau khi băng long tập trung bọn họ, nếu không đánh nát nó thì nó sẽ gặp truy kích chính mình, cho nên các đế tử phải dùng đế thuật oanh kích. Bốn đế tử không ngừng kêu khổ, bọn họ thiêu đốt đế huyết có thể không thể duy trì thời gian quá dài, hiện tại còn bị lăng hàn áp chế, bọn họ làm sao có hy vọng thắng lợi. Bọn họ càng đánh càng tuyệt vọng, tuy bây giờ còn có thể giữ không bại, nhưng ai cũng biết rõ đây chẳng qua là uống rượu độc giải khát, chỉ cần bọn họ không còn thiêu đốt đế huyết, kế tiếp sẽ bị Lăng Hàn đánh văng ra khỏi bí cảnh. Về sau, Lăng Hàn sẽ sung trận ngựa lên trước tiến lên đỉnh kép, hắn vô cùng có khả năng biến thành kẻ áp chế một thời đại. Bốn đế tử đều dốc sức liều mạng, trước mặt thực lực tuyệt đối, dốc sức liều mạng có ý nghĩa hay sao? Trôi qua hơn 10 phút, khí tức của bọn họ bắt đầu giảm xuống, không còn cái dũng như lúc nãy. Đế huyết thiêu đốt xong, bọn họ khôi phục chiến lược bình thường bọn họ làm sao đánh lại Lăng Hàn. banh bành bành, ba quyền hai cước, Lăng Hàn thống khoái tiêu diệt ba đế tử, hắn chỉ lưu lại một mình Bách Lý Sa. Lăng Hàn đại phát thần uy nhưng vẫn giữ Bách Lý Sa ở lại. Ngươi muốn làm gì, Bách Lý Sa giận dữ hét lớn, tuy hắn biết rõ chính mình không nguy hiểm tính mạng, hiện tại rơi vào tay đối thủ vẫn làm hắn cảm thấy nhục nhã. Banh, Lăng Hàn xuất ra một quyền nện xuống, tự nhiên là đánh ngươi một trận, đánh ngươi sinh ra tâm lý oán hận. Về sau nhìn thấy ta, thậm chí vừa nghĩ tới ta sẽ có cảm giác toàn thân phát lạnh. A, à, Bách Lý Sa kêu thảm thiết, mặc kệ là linh hồn hay là thân thể, hắn đau đớn tận xương cốt. Lăng hàn cũng mặc kệ, hắn đánh chết Bách Lý Sa, sau đó Thế tử Phù phát huy tác dụng giúp cho Bách Lý Sa sống lại. Thì tính sao, tiếp tục đánh, hắn đánh Bách Lý Sa chết 7 lần, đến khi Thế tử Phù cuối cùng dùng hết, hắn hóa thành ánh sáng và biến mất. Sau khi giáo huấn sâu sắc, cho dù hắn bị chém trí nhớ nhưng bản năng vẫn còn, Lăng Hàn cười cười, hắn chờ mong lần nữa gặp được Bách Lý Sa, đối phương có cảm thấy sợ hãi hắn hay không. Hiện tại, tất cả đối thủ đều bị bình định. Ông, lá cờ trên cao hạ xuống và bao phủ hắn vào trong, sau đó hắn bay về một khu núi lừng. Như vậy xem ra, hắn là người thắng duy nhất. Lăng Hàn còn có tâm tư nghĩ như thế. Xíu, yêu yêu, cờ xí bao vây hắn bay đi với tốc độ cực nhanh, hắn bay tới một sườn núi lớn, nơi này có một hang động hình thành tự nhiên. Chân Long bí quật, năm đó Chân Long ở lại nơi này sao? Vừa nghĩ tới đây, Lăng Hàn đã bị cờ xí thả xuống đất, hắn mới vừa vặn đứng người lên đã nhìn thấy ánh sáng hình rồng màu trắng bay tới, tốc độ cực nhanh, nó tiến vào thân thể của hắn. Đây là, số mệnh Chân Long, Lăng Hàn không có cảm giác gì cả, cũng không có cảm giác thoát thai hoán cốt. Hắn thở ra một hơi, hắn vừa bước đi hai bước thì toàn thân nổi gai ốc, hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nếu tiến thêm một bước thì hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục hắn mở đồng thuật ra quan sát, phía trước có một tòa trận pháp, hoàn mỹ dung hợp vào thiên địa giống như tự nhiên, mà uy lực này. Khủng bố không cách nào hình dung, đế binh, đây là cảm giác đầu tiên của Lăng Hàn, trong bí cảnh biển máu lúc trước, hắn nhìn thấy tình cảnh đế binh phát uy, uy lực khủng bố giống hiện tại. Nhưng là đây chỉ là trận pháp, AHH, đại đế sát trận, Lăng Hàn hiểu ra, đây nhất định là chân long bố trí, đại trận lớn như thế. Nó có thể dễ dàng đánh chết thánh nhân, thánh nhân cầm đế binh tới cũng chỉ có thể bảo vệ mình bình an, một khi không cách nào thúc giục đế binh phát huy, khi đó sẽ bị trận pháp chém giết. Hắn hiếu kỳ, trong đại đế sát trận có chân long lưu lại bí bảo hay sao? Nếu không cần gì đại đế sát trận thủ hộ, nếu như có thể phá vỡ trận pháp, trái tim lang hàn đập mạnh, khi đó lời lớn rồi. Thế nhưng mà, tuy hắn là trận pháp tông sư, lại lên cao hơn hính là thánh sư, thánh sư cũng chỉ sánh bằng thánh nhân, không có khả năng phá giải đại đế sát trận, đây là trận pháp đế cấp, chỉ có tổ vương mới có thể bố trí, cũng chỉ có tổ vương mới có thể phá giải. Ai, không có biện pháp, nhưng vấn đề là số mệnh chân long đã đắc thủ, tại sao còn không thả mình rời đi? Chẳng lẽ, hình rồng màu trắng lúc trước không phải số mệnh chân long? Nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu đại đế sát trận, nếu như có thể học được một tia, thực lực của hắn sẽ tăng lên kinh người. Chương 4585, thế hệ hoàng kim. Lăng Hàn dùng hết tâm thần nhưng không hiểu ra cái gì. Đại đế sát trận vượt qua cảnh giới của hắn quá nhiều, bởi vì thánh nhân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, hắn không cầu học được toàn bộ đại đế sát trận, mà là chỉ cần học được một góc cũng đủ chém giết tôn giả, uy hiếp thiên đạo hỏa. Học chẳng phải học không, hắn đang cố gắng hóa lỏng đan trì, lại vừa tu luyện bốn loại năng lượng cửu tinh, còn có hàn băng lục tiên trì, đây chính là đế thuật, chờ hắn đột phá chân ngã cảnh, khi đó có thể phát ra uy năng lớn lao hiện tại không thể làm việc khác, vây khốn hắn ở đây là có ý gì. Vài ngày qua đi, Lăng Hàn đã tìm kiếm nơi này một lần, nhưng nơi này cũng không lớn, hơn nữa, trừ hang động này ra, địa phương khác cũng rất bình thường, chỉ là cây cỏ bình thường mà thôi. Lại qua vài ngày, có ánh sáng bay tới, không phải một đạo, mà là hai đạo, một trước một sau, tranh lệch nhỏ nhất, cho nên hình thành ảo giác thị giác. Giống như hắn lúc trước, đó là cờ xí bao phủ hai người bên trong. Siêu, siêu, Tốc độ của cờ sĩ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới nơi này. Hai người này đều là nam tính, nhìn bọn họ rát trẻ tuổi, nhưng từ khí thức bọn họ tỏa ra lại vô cùng khủng bố, nhất là tên thanh niên áo vàng, toàn thân có ma khí màu đen sôi trào, giống như chỉ cần chấn động nhẹ cũng có thể xé nát thiên địa. Một thanh niên áo xanh khác không bá đạo tuyệt luân bằng thanh niên áo vàng, nhưng hắn cũng anh Tuấn phi phàm, bởi vì cảnh giới khác biệt quá lớn nên hắn bị che lấp hào quang. Một chân ngã cảnh, một hóa linh cảnh, Lăng Hàn hiểu ra, hai người này là người thắng trong chân ngã cảnh và hóa linh cảnh, cũng như hắn đại biểu sinh đan cảnh. Siêu, siêu, hai tia sáng hình rồng bay ra, phân biệt tiến vào trong cơ thể hai người. Số mệnh chân long, ô, oh, đế tử quỳ, thanh niên áo xanh cũng không biết người đồng hành mình là ai, nhưng vừa nhìn thấy thanh niên áo vàng thì hắn chắp tay hành lễ, thần thái cung kính. Đế tử quỳ, lang hàn cũng không kỳ quái thân phận đế tử của thanh niên áo vàng, tin tưởng chỉ cần có đế tử tham chiến, trừ phi gặp người biến thái như hắn, bằng không đối phương sẽ thắng. Nhưng cách gọi đế tử quỳ, ha ha, hắn lần đầu nghe thấy. Đế tử quỳ nhìn thanh niên áo xanh, gật đầu, ngươi là Trình Khánh sao? Đúng vậy, thanh niên áo xanh thập phần khách khí, không chỉ tôn kính khi cách biệt một cảnh giới, mà là một loại kính sợ từ nội tâm. Đế tử quỳ không nói gì thêm, hắn nhìn phía trước, hai mắt đảo qua, thần quang xuất hiện mảnh vỡ phù văn. Gia hỏa, thật khủng khiếp, Lang Hàn có cảm giác, nếu đối phương ra tay với hắn hắn không có khả năng phản kháng không có biện pháp cảnh giới tranh lệch quá lớn chuyện gì xảy ra lại thả sinh đan cảnh chân ngã cảnh hóa linh cảnh cùng một nơi chẳng phải hóa linh cảnh có thể muốn làm gì thì làm đế tử quỳ không nhìn lăng hàn mà là nhìn chằm chằm vào đại đế sát trận hắn quan sát rất chăm chú lăng hàn lắc đầu đây chính là đại đế sát trận đừng nói ngươi chỉ là hóa linh cảnh cho dù ngươi thành thánh nhân nhiều lắm chỉ nhìn ra một góc tàn trận mà thôi đế tử cũng không dùng được hắc hắc ngươi chính là người trổ hết tài năng ở sinh đan cảnh sao trình khánh tò mò nhìn lăng hàn các đế tộc chúng ta đã bí mật phân chia xong đông lâm hỏa vân kim đỉnh các đế tộc phái đế tử sinh đan cảnh tới không ngờ kẻ xuất hiện cuối cùng lại là ngươi khốn kiếp đế tộc còn làm chuyện loại này kể từ đó số mệnh chân long sẽ bị đế tộc phân chia hơn nữa đế tộc cạnh tranh cũng hạn chế trong mấy nhà bảo chứng mỗi đế tộc đều chiến thắng. Đương nhiên, đụng phải Lăng Hàn là bọn họ không may, gia hỏa này yêu nghiệt hơn cả đế tử, bốn đế tử như Bách Lý Sa Liên Thủ cũng không thắng được hắn. Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn tin tưởng chân Long sẽ không sai lầm như thế, đặt hắn chung chỗ với chân ngã cảnh, hóa linh cảnh chịu khi dễ, cho nên, nơi này sẽ có hạn chế, nếu đánh nhau sẽ đánh nhau cùng cảnh giới. Hoặc nơi này không thể đánh nhau, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, một đám gà đất chó kiểng, ta quét ngang dễ dàng. Ha 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 ha, Trình Khánh cười to, sau đó lắc đầu, nói, đế tử thế hệ này không được rồi. Tiểu tử, người rất may mắn, không có sinh ra vào trăm năm trước, bằng không ngươi sẽ biết sự khủng bố của thế hệ Hoàng Kim. Cái gì thế hệ Hoàng Kim? Lăng Hàn nói thầm trong lòng, nhưng hắn không có hỏi tiếp. Trình Khánh này lại có tiềm chất nói nhiều, hắn chủ động nói. Trăm năm trước, võ đạo nghênh đón thịnh thế chưa từng có, chẳng những đế tộc xuất hiện rất nhiều tộc nhân ưu tú có thể sánh ngang đại đế năm đó, các gia tộc bình thường cũng sinh ra rất nhiều thiên tài. Nhìn thấy hắn không, hắn chìa chìa đế tử quy. vị này chính là một thành viên trong thế hệ hoàng kim, chỉ mới trăm tuổi mà thôi, đây là tuổi tác tuyệt hảo, tin tưởng hắn có thể trở thành giáo chủ trước 200 tuổi, 300 tuổi thành tôn giả, 500 tuổi thành thánh nhân. 500 tuổi thành thánh nhân, từ xưa đến nay, tư chất như vậy đủ để xếp vào top 10, nhìn khắp lịch sử tinh không, thiên tài như vậy không nhiều hơn trăm người. Cho nên, nếu tiểu tử ngươi sinh ra ở thời đại đó, nhất định sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Trình Khánh vô cùng cảm thán, dường như ảo não mình không sinh ra sớm vài năm, trở thành một thành viên trong thế hệ Hoàng Kim. Trên thực tế, hắn có thể giết ra từ vô số chân ngã cảnh đi tới nơi này, điều đó chứng tỏ hắn đủ yêu nghiệt, hắn lại tôn sùng thế hệ Hoàng Kim như thế, có thể nghĩ thiên tài như đế tử quỷ yêu nghiệt cỡ nào. Chỉ có thể nhìn lên, không có tư cách sánh ngang. Lam Hàn nói thầm trong lòng, hỏa vân đế tộc Lâm Hiên cũng là thế hệ Hoàng Kim sao. Đế tử Hiên, đương nhiên phải trình khánh gật đầu gia hỏa này không có bầy giá đỡ đế tử của mình hắn nói nhỏ đế tử hiên cũng là cao thủ thượng đẳng trong thế hệ hoàng kim hắn đã sớm đột phá cấp giáo chủ lang hàn đau răng lâm lãng bị hắn giết hắn khẳng định bị hỏa vân đế tộc nhắm vào hơn nữa hắn phải đối mặt nhân vật châu bò như đế tử hiên chỉ trong nháy mắt hắn tỏa ra khí thế hào hùng đế tử hiên thì như thế nào đánh ngã hắn là được thế hệ đó đều dùng đế tử hiên đế tử quỳ xưng hô sao hắn lại hỏi, đúng vậy, cũng chỉ có thế hệ Hoàng Kim mới có tư cách như vậy. Trình Khánh gật đầu, sau đó hắn nói với Lăng Hàn. Đúng rồi, người tên là gì? Lăng Hàn, Lăng Hàn cười nói, ồ, oh, người chính là Lăng Hàn. Trình Khánh giật mình, sau đó cười nói, khó trách có thể trổ hết tài năng, nghe nói người được xưng là sát thủ đế tử, dường như đúng là có chuyện như vậy. Trường 4586, đủ 5 người. Sát thủ đế tử, Lăng Hàn cười ha ha, hắn vừa giết một đế tử, hơn nữa hiện tại bên ngoài còn không có ai biết, cho nên, danh xưng sát thủ đế tử của hắn là chính xác. Ồ, Trình Khánh cảm thấy khó hiểu, đông lâm đế tộc không phải phân đến sinh đan cảnh hay sao, đế nữ bọn họ được xưng tư chất không kém thế hệ hoàng kim, tại sao bị ngươi đánh bại. Việc này rất khủng bố, đế tử thuộc loại châu bò, tình võng xếp hàng thứ nhất chỉ là cặn bã trước mặt bọn họ, mà thế hệ hoàng kim là tồn tại làm thiên tài tuyệt vọng. Hiện tại, một đế nữ có thể sánh ngang thế hệ hoàng kim bị loại bỏ, việc này không thể nói nổi. Lăng Hàn cười cười, nói, chỉ mộng hàm cũng không phải bị ta đánh bại, hẳn là bị đám người bách lý xa, từ kiệt liên thủ đánh bại. Vậy thì khó trách, Trinh Khánh gật đầu, tùy thế hệ hoàng kim châu bò, nhưng trong giai đoạn sinh đan cảnh này, không cách nào chính thức khống chế thiên địa đạo tắc, cho nên không thể kéo dài tranh lệch với thiên tài khác. Lại nói, chỉ mộng hàm cũng chỉ có thể so với thế hệ hoàng kim, lại không phải thế hệ hoàng kim chính thức không đúng trình khánh lại kỳ quái nói tại sao tiểu tử ngươi có thể tới đây ta sao Lăng hàn cười cười nói cứ chạy trốn trước sau đó lại chiếm tiện nghi lời này đại khái đúng vậy hắn đã chạy trốn trước nhưng thực sự không phải sợ địch mà là đang trùng kích sinh đan đại viên mãn chiếm tiện nghi chỉ là khiêm tốn trình khánh xem ra đây là đương nhiên lang hàn khẳng định chạy trốn từ trước chờ đợi đám người bách lý xa lưỡng bại câu thương cùng trì mộng hàm lúc này mới chạy ra chiếm tiện nghi một lần hành động thắng được đương nhiên lạc đà chết gầy còn lớn hơn ngựa người bình thường không dễ dàng như vậy cũng đó có thể thấy được lăng hàn cường đại muốn trình khánh tin tưởng lăng hàn một người đánh bại đám người bách lý xa liên thủ ha ha nói đùa đi xíu yêu yêu đúng lúc này chỉ thấy một tia sáng bay tới đây không phải người thắng trong trúc cơ và chú đỉnh sao bóng người xuất hiện một thiếu nữ mê người có mặt tại đây Nếu tới rồi thiếu nữ kia vừa đáp xuống đất đã ngây thơ hô to xíu yêu yêu một tia sáng hình rồng xuất hiện và tiến vào trong cơ thể thiếu nữ số mệnh chân long ánh mắt trình khánh sáng ngời thiếu nữ này đơn thuần khả ái hơn nữa xinh đẹp thật thà tràn ngập khí chất hồn nhiên làm cho trái tim hắn đập mạnh phải biết rằng đây chính là người trổ hết tài năng trong tranh đoạt với đế tử đế nữ cho nên thiếu nữ này không chỉ đẹp hơn nữa thiên phú rất kinh người đây là đế nữ của nhà nào người tốt nhất không nên nghĩ nhiều. Lăng Hàn nói ra, ô, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Trình Khánh kinh ngạc, sau đó hắn lắc đầu, nói. Không đúng không đúng, ta nghĩ cái gì, người quản được sao? Khốn kiếp, chẳng lẽ hắn theo đuổi nữ nhân cần Lăng Hàn phê chuẩn? Lăng Hàn, hổ nữ đã nhìn thấy Lăng Hàn, nàng nhảy tới và tiến vào trong ngực Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha, hắn ôm lấy hổ nữ. Loạn tinh không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, hai chúng ta liên thủ đám đám đế tử đế nữ răng rơi đầy đất, cuối cùng chúng ta chơi đoán số, nàng thua, nữ chạy tới đây. hồ nữ cười nói, nàng nói nhanh nhưng rất rõ ràng. Lăng Hàn gật đầu, vậy là tốt rồi, bên kia, Trình Khánh trợn mắt há hốc mồm, tình huống như thế nào, Mỹ nữ hắn vừa để mắt lại ôm ấp Lăng Hàn, hiển nhiên, bọn họ đã sớm thành một đôi. Ngoá, Trình Khánh phiền muộn, đế tử như hắn rất khó để ý một nữ nhân nào, không riêng gì tướng mạo, quan trọng hơn là khí chất, mà hổ nữ ngây thơ đơn thuần như một tờ giấy trắng từ đó làm trái tim của hắn đập thình thịch thật không nghĩ tới là danh hoa có chủ hắn nghĩ lại mà sợ đôi tình nhân này quá biến thái độc chiếm khôi thủ chú đỉnh sinh đan chờ bọn họ phát triển chẳng phải có thể địch lại thế hệ hoàng kim hay sao các thiên tài khác có giao tình nhưng không thể dính nhau cả ngày nhưng tình lữ lại có thể chú đỉnh cũng đến còn thiếu một chút cơ người sẽ đủ lang hàn thì thào chân long đặt đám người bọn họ ở nơi này chỉ e chân long không rãnh rỗi làm chuyện nhàm chán ai trình khánh thở dài hổ nữ chỉ lo líu díu nói chuyện trải qua lang hàn chỉ lắng nghe hắn không nói gì như vậy càng làm trình khánh phiền muộn nhịn không được mở miệng nói hai người các ngươi có tâm đồng tình hay không ngươi không có bị thương đồng tình với ngươi làm gì lang hàn cười nói ai nói không có tâm của ta bị thương trình khánh nói ta thật vất vả vừa ý một người ai ngờ là danh hoa có chủ càng đáng giận là các ngươi lại ân ân ái ái trước mặt ta, có phải quá tàn nhẫn hay không? Ách, thật xấu hổ, người có thể đi sang chỗ khác. lang Hàn hảo tâm đề nghị, khốn kiếp, có tin ta đánh người hay không? Trình Khánh thở dài buồn bã, lại là một lúc sau, người cuối cùng cũng đến. Đây là người thắng được trong chút cơ cảnh, chính là một đế nữ của khổng tước đế tộc, nàng xinh đẹp kinh người, nhưng ở trước mặt hổ nữ không thể không thua chỉ kém em, dù sao nàng là mỹ nữ nhưng không đạt tới cấp độ tốt 10 tuyệt sắc bảng, Việc này làm cho đế nữ khổng tước tộc thập phần khó chịu, nhưng tranh lệch cảnh giới quá lớn, nàng đánh không lại hổ nữ, chỉ có thể oán hận trong nội tâm. Đương nhiên nàng cũng nhận được số mệnh chân long, năm người đủ. Lúc này, đế tử quỳ cũng đi trở lại, hắn mang theo vẻ mặt tiếc nuối. Đáng tiếc a, à, nhìn thấy đại đế sát trận nhưng không tìm hiểu được cái gì. Bái kiến đế tử quỳ, thời điểm nhìn thấy đế tử quỳ, đế nữ khổng tước tộc vội vàng hành lễ, thần sắc cuồng nhiệt, đó là ngưỡng mộ từ nội tâm phải biết rằng đế tử đế nữ đều có con mắt nằm trên trán nhưng đế nữ lại sinh ra thần thái như thế có thể thấy được thế hệ hoàng kim lúc trước châu bỏ cỡ nào hoàn toàn xâm nhập nhân tâm đều nói đế tộc không xuất hiện tổ vương thứ hai nhưng vô cùng có khả năng sẽ bị đánh phá trong thế hệ này trình khánh cảm khái nói ra càng có một tia tiếc nuối bởi vì hắn sinh ra muộn vài năm không thể vượt qua thế hệ hoàng kim lăng hàn cười cười vỗ vỗ vai hắn nói trên con đường võ đạo tuy thiên phú quan trọng nhưng mộ tính nghị lực là không thể thiếu, hơn nữa, người đạt được số mệnh chân long, nói rõ vận khí của ngươi cũng không tệ, về sau cũng sẽ tốt hơn, chưa hẳn không có khả năng thành đế. Ha ha, ta ưa thích nghe lời như vậy." Trình Khánh cười nói. Ân, năm người đồng thời dùng mình, bởi vì trong động quật xuất hiện ánh sáng màu xanh quét qua năm người. Chương 4587, vào động quật. Đến nơi đây, không có ai hoài nghi đây là thủ bút do chân long bố trí, cho nên ánh sáng này cũng là thủ đoạn của chân long chân long, tồn tại cấp bậc đại đế, hơn nữa còn là thần thú thế hệ đầu tiên, chính là đế trong đế, khủng bố không cách nào hình dung. Bị ánh sáng chiếu vào người, có ai không lo sợ. Dù là đế tử quỳ cũng biểu lộ nghiêm túc, tuy hắn là thế hệ hoàng kim, hơn nữa hiện tại đã dảo bước tiến lên hóa linh cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành cường giả cấp giáo chủ, trước mặt thủ đoạn của chân long, hắn yếu đến mức không chịu nổi một kích. Đế, cao trên 9 tầng trời, quan sát chúng sinh, dù đã hóa đạo hàng tỷ năm, bố trí thủ đoạn vẫn có thể chém giết thánh nhân. Có thể chống lại đế, chỉ có một vị đế khác. Ông, hỗn độn cực lôi tháp chấn động trong thức hải lăng hàn, đây chính là mẫu kim tạo thành, đế binh tương lai, cảm ứng được lực lượng đế cấp, nó như hăng máu gà, hưng phấn muốn lao ra đại chiến. Lúc trước cũng thế, ba đế binh tranh nhau phát sáng, ra hỏa này cũng kích động. Ai, rõ ràng còn chưa trở thành đế binh, thật sự làm cho người không bớt lo. Không chỉ như vậy, đan chỉ của Lăng Hàn đã sôi trào và tỏa ra khí tức bất diệt trí cao vô thượng. Khí tức này lan tràn không bị khống chế, làm cho đế tử quỳ, Trình Khánh và đế nữ khổng tước tộc khiếp sợ. Đối với đế tử quỳ và Trình Khánh mà nói, khí thế kia hoàn toàn không thể xưng là cường đại, nhưng nó lại vô cùng cao quý giống như đại đế. Quá kinh người, không phải đế tộc nhưng lại có khí tức như thế. Đế tử quỳ sinh ra sát ý, tuy hắn là thế hệ hoàng kim, cực kỳ khả năng đánh vỡ muôn nguyền rủa đế tộc không xuất hiện tổ vương nhưng nhìn khắp lịch sử, người thành đại đế đều không phải đế tộc. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn có khả năng thành đế cao hơn đế tộc, nhìn hắn phát ra khí thức là biết. Đương nhiên đế tử quỳ cũng muốn trùng kích đế lộ, bởi vậy, Lăng Hàn sẽ thành chướng ngại của hắn. Hổ nữ thập phần mẫn cảm với sát ý, nàng trợn mắt nhìn đế tử quỳ, nhếch môi lộ ra hàm răng trắng như mãnh hổ. Nàng cũng mặc kệ mọi việc, có người dám gây bất lợi với Lăng Hàn chính là địch nhân của nàng. Cái gì thế hệ hoàng kim, sát, hổ nữ không sợ hãi tấn công đế tử quỳ, nàng như thiêu thân lao đầu vào lửa, đế tử quỳ hư một tiếng, ý niệm trong đầu bộc phát và hóa thành một thanh chiến truy tấn công hổ nữ. Hóa linh cảnh muốn giết chú đỉnh, một ý niệm là đủ. Nhưng chiến truy nện qua lại hoàn toàn thất bại, cũng không phải thân pháp hổ nữ linh động tránh được, mà là bọn họ như hóa thành trong suốt, không ai có thể làm gì lẫn nhau. Bởi vậy, chiến truy nện không trúng, mà hổ nữ cũng xuyên qua người đế tử quỳ. Hiển nhiên đánh không được, chân long tụ tập bọn họ ở nơi này cũng không phải nhìn bọn họ đánh nhau nếu không cho dù chỉ là một hóa linh cảnh bình thường cũng có thể giết sạch đám người lăng hàn ở nơi này đế tử quý cao mày nơi này không thể ra tay hắn cũng không thể giết lăng hàn sau khi ra khỏi nơi này sẽ chém sạch trí nhớ liên quan sẽ không nhớ rõ lăng hàn là đối thủ tương lai trên đế lộ oanh hắn quen người khí tức sôi trào bởi vì một ý niệm của hắn từng đạo thiên địa quy tắc hiển hóa và tạo thành tấm lưới ánh mắt trình khánh sáng ngời hóa linh cảnh bình thường không thể làm đến loại tình trạng này, thế hệ hoàng kim quá trâu, có thể làm thiên kiêu đương đại phải khom lưng. Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào đế tử quỳ, giống như muốn khắc sâu đối phương vào trong đầu, về sau sẽ không quên. Người này, hắn muốn giết, đế tử quỳ không xem ánh mắt của Lăng Hàn làm chuyện quan trọng, hắn xem ra, cho dù Lăng Hàn dảo bước tiến lên hóa linh cảnh cũng không phải đối thủ của mình, cái gì gọi là thế hệ hoàng kim. Đó là áp chế thiên tài áp chế một thế hệ, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nếu không phải hắn xuất thân đế tộc, mà Lăng Hàn lại là bình dân, khả năng thành đế của hắn sẽ không bằng Lăng Hàn, nếu không hắn cũng không đặt Lăng Hàn vào mắt. Đúng lúc này, trong động quật bắn ra ánh sáng màu xanh dừng lại, sau đó hổ nữ, đế tử quỳ bắt đầu hóa thành mảnh vỡ. Bọn họ bị truyền tống rời đi, nhưng làm cho Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, chính mình không có biến hóa. Xảy ra chuyện gì, hắn bị giữ lại ở nơi này. Lăng Hàn, hổ nữ hét lớn, truyền đến thần thức chấn động, nàng vươn tay muốn nắm lăng hàn nhưng lại biến mất nàng không thể địch nổi thủ đoạn của chân long thân hình chấn động nàng đã biến mất không thấy gì nữa đế tử quỳ trình khánh và khổng tước nữ cũng kinh ngạc chỉ lưu lăng hàn lại nơi này là có ý gì bọn họ không còn cơ hội quan sát bọn họ đã bị ném ra khỏi không gian nơi này nơi này chỉ còn lại một mình lăng hàn lăng hàn nhe răng việc này gọi là gì nơi đây như lao tù bốn phía không có đường ra mà động quật lại bị đại đế sát trận phong tỏa có thể nói hắn không thể rời đi không phải ngồi tù thì gọi là gì ồ oh, lăng hàn kinh ngạc phát hiện trên người mình tỏa sáng đây cũng không phải hắn chủ động kích phát hơn nữa cũng không phải thủ đoạn của hắn có ý gì chân long đương nhiên sẽ không làm chuyện nhàm chán nhưng từ những hòn đảo lúc trước hắn cảm thấy chân long thật sự thích chơi đùa hắn sáng lên không phải chuyện vô duyên vô cớ chẳng lẽ lăng hàn thử quan sát rất chậm sau đó hắn mở đồng thuật ra hắn nhìn thấy đại đế sát trận trước mặt tối tăm cũng không lộ ra uy lực gì. Ha ha, ha ha, Lăng Hàn đã hiểu vì cái gì phải lưu hắn lại đây, vì cái gì hắn sáng lên, thì ra chân long chọn chúng hắn, cho hắn tiến vào trong hang động. Việc này làm Lăng Hàn hưng phấn trà sát tay, chân long bí quật, đại đế bảo khố. Sâu rồi, Lăng Hàn chậm rãi đi về phía trước, đại đế sát trận phía trước tối lại, sau đó nó nhường ra một lối đi cho Lăng Hàn. Chỉ chốc lát, Lăng Hàn đã tiến vào động quật, trước kia hắn bị đại đế sát trận bao phủ, chẳng những không cách nào thông qua thậm chí còn không nhìn rõ tình thế sau khi đi vào thì lăng hàn mới thấy rõ ràng hí hắn kinh ngạc hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi bởi vì trong động này mọc ra một cái cây không cao chỉ cao ba trượng nhưng thân cây như thương long thân cây có lân phiến nó giống như một con chân long đang gào thét trời cao đây là thiên long thụ đây là mẫu thụ cao cấp nhất trong truyền thuyết nó vốn là thánh dược nhưng trường kỳ nhận được long khí thoải mái cuối cùng tiến thêm một bước trở thành đế cấp. Thế gian này chỉ có một cây mẫu thụ như thế, các thiên long thụ khác đều là hậu đại của nó. Lăng Hàn vội vàng chạy tới, nhưng hào quang trên người hắn tối lại, không cách nào nữa áp chế đại đế sát trận. Hắn không thể không dừng bước lại, chương 4588, trứng rồng. Lăng Hàn phiền muộn, hắn đã tới đây, vì cái gì ngăn cản hắn hái đại dược. Trên thiên long thụ kết bảy trái cây, tất cả đã thành thục, chúng tỏa ra hương thơm mê người, trên da còn có ký hiệu trí cao vô thượng nó vốn là thánh cấp nhưng do khí thức chân long ảnh hưởng nó có được đường vân đế cấp quả tiên đế cấp chỉ có thể nhìn mà không thể hái thật đáng giận lang hàn nghe mùi thơm đại dược chính là đại dược cho dù hương thơm cũng làm lỗ chân lông của hắn nở ra giống như có năng lượng thần bí tràn vào trong cơ thể hắn có thể thoát thai hoán cốt hiệu quả rất giống long tinh nhưng hiệu quả còn vượt xa dù sao long tinh chỉ là hơi thở của chân long mà thiên long thụ lại được chân long uẩn dưỡng phát triển lăng hàn không chịu rời đi hắn đứng đó hấp thu mùi của thiên long quả hắn có thể cảm giác thân thể biến hóa thể lực và khí lực có tiến bộ nhưng đến ngày thứ ba hắn ngửi mùi thơm cũng vô ích dù sao chỉ là mùi thơm tác dụng cũng có hạn lăng hàn thở dài đành phải tiếp tục đi tới hắn tiến vào chân long quật chân long cho mọi người rời đi chỉ lưu một mình hắn khẳng định không phải vì muốn hắn ngủi mùi thơm đùa dẫn hắn trong hang động giấu cái gì lăng hàn rất cẩn thận hắn chậm rãi tiến lên trong động quật bảo vật đầy đất, tùy ý có thể nhìn thấy tiên kim chân quý, có không ít cấp bậc thất tinh, nhưng không nhìn thấy thánh liệu và mẫu kim, tài liệu cấp bậc này quá ít, nhất là mẫu kim, dù là đại đế cũng cần trải qua nguy hiểm mới lấy được, dù sao trong thiên địa có nhiều chỗ đại đế cũng gọi là hiểm địa. Nơi này không có đại đế sát trận, Lăng Hàn lấy đi mấy khối tiên kim thất tinh. Không phải hắn không muốn nhiều lấy mấy khối, mà là hắn phát hiện pháp khí không gian mất đi hiệu lực. Chân Long keo kiệt, Thiên Long quả chỉ cho hắn ngửi, mà tài liệu chân quý không cho hắn lấy thông khoái ai người đã hóa đạo bao nhiêu năm còn muốn nhiều thứ như vậy làm gì lăng hàn thở ra một hơi hắn nhìn vào sâu trong động quật động quật thật lớn không có thông đạo méo ngó quanh co cả lòng núi đều bị đào rỗng dường như chân lòng rất hứng thú thu thập tiên kim nơi này đều là tiên kim ngoài ngũ sai, thành phiến thành phiến đủ mọi màu sắc chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ đa số đã mục nát nghe nói tài liệu thánh cấp cũng không thể địch nổi năm tháng ăn mòn chỉ có mẫu kim mới có thể vĩnh tồn hậu thế, cho nên tiên kim thất dài bị mục nát cũng dễ hiểu. Lăng Hàn xem một hồi cũng chết lặng, hắn thu hồi ánh mắt, chuyên tâm đi về phía trước. Một lúc sau, rốt cục hắn đi tới cuối động quật. So với nơi khác xa hoa, nơi đây chỉ có thể dùng dơ giấy bẩn thỉu để hình dung, bởi vì địa phương khác đều có tiên kim tỏa sáng, năm màu ban lan, nhưng nơi này nhánh cây tạo thành ổ, lại rất hôi thối. Nhưng Lăng Hàn không xem thường những nhánh cây mục nát này, thậm chí hắn còn đau lòng. Đây là mẫu thủ cao cấp nhất, bị chân long phá ra chi tử chặt đi, làm thành ổ của mình. Tại sao lại giống đa gia chuẩn đế, chẳng lẽ mang người mang chữ đế đều ưa thích chém mẫu thủ? Lăng Hàn biết trong thiên địa chỉ có vài mẫu thủ, ngay cả đế tộc cũng không có được, nhưng ở nơi này, chân long biến mẫu thủ thành giường, đây là xa xỉ cỡ nào? Người quá trâu bò, hắn dò xét, cái giường của chân long cực lớn, đường kính khoảng 10 trượng, nó có hình tròn, mà Lăng Hàn tin tưởng, đây không phải chân long nhỏ, trong truyền thuyết những thần thú này lớn như tinh cầu vì sao giường lại nhỏ như thế nó phải làm giường lớn như tinh cầu mới đúng có nhiều mẫu thụ cung cấp cho hắn tiêu xài hay sao cho nên ngay cả chân long cũng chỉ có thể chấp nhận làm thành cái giường nhỏ hắn vận chuyển thần thông thu nhỏ thân thể là có thể nằm được lăng hàn nhìn vào giường rồng trong đó không có gì chỉ có một quả trứng bên ngoài quả trứng có màu hổ phách bao phủ bao bọc quả trứng không lưu lại khe hở lăng hàn có trực giác đây là thứ chân quý nhất trong chân long bí quật không nói việc khác từ cái giường đã biết rõ ăn ngon sao đại bổ sao lang hàn nói thầm trong lòng tuy không biết quả trứng tồn tại bao nhiêu năm tháng nếu chân long lưu lại như vậy có thể ngược dòng tìm hiểu khi thiên địa sơ khai người xem ngay cả tiên kim cũng mục nát trứng có thể ăn được sao bảo đảm chất lượng không lâu như thế lang hàn nhìn vài giường chân long những cành mẫu thuộc chưa hư thối mỗi một loại đều chân quý nếu chắp phá gom góp cũng có thể làm thành cái giường cho hắn. Đúng lúc này, một tia sáng chiếu vào quả trứng, lại là ánh sáng, lăng hàn thở ra một hơi, lần này là cái gì? Hắn nhìn thứ bao phủ quanh quả trứng, nó không hóa thành chất lỏng, mà hóa thành khí thể dung hòa với thiên địa. Kể từ đó, quả trứng bày ra trước mặt lăng hàn. Thậm chí, lăng hàn còn cảm giác được một tia tánh mạng chấn động. Ô, quả trứng còn sống, lăng hàn khiếp sợ, đừng nói đùa, đã trôi qua bao nhiêu năm, ngay cả tiên kim cũng hư thối hơn phân nửa, trong đó trải qua không biết bao nhiêu tổ vương hưng suy, nhưng quả trứng vẫn còn sống. Hắn tin không, Lăng Hàn lại tin tưởng trực giác chính mình, quả trứng này có tính mạng chấn động. Tạp, không gian phát ra âm thanh chói tai. Không phải chứ, tạp, âm thanh thanh thúy vang lên không dứt bên tai. Lăng Hàn mở to mắt nhìn, trên quả trứng xuất hiện vết dạn. Tính mạng trong trứng sắp xuất thế, quá nhanh, bên trong là cái gì? Chẳng lẽ là hậu duệ của chân long? Đột nhiên Lăng Hàn nghĩ đến, tổ chân long đặt một quả trứng, thứ này có khả năng là trứng rồng. Sẽ ấp ra một tiểu long sao? Suy tính niên đại, có khả năng là con trai hoặc con gái của chân long, cái đó chính là đế tử đế nữ chính thức. Nếu quả thật là như vậy, Lăng Hàn cũng hiếu kỳ, sơ đại so sánh với thế hệ hoàng kim, ai mạnh hơn ai. Tạp tạp, đường vân trên quả trứng dạn nứt nhiều hơn. Chương 4589, ủy thác, Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, sẽ ấp ra cái gì? chỉ cần không phải đám tiểu hồ lô là được. Đáp án công bố rất nhanh, chỉ thấy vỏ trứng vỡ vụn, một sinh vật màu xanh mọc ra bốn chân xuất hiện. Gia hỏa xấu xí, Lăng Hàn nói thầm, con nối dõi của chân long nhìn thế nào cũng giống thần lằn. Lúc này, chỉ thấy thần lằn đột nhiên hé miệng gặm vỏ trứng. Giang rắc, giang rắc, âm thanh thanh thúy vang lên. Với tư cách ăn hàng, Lăng Hàn nuốt nước bọt, xem tiểu gia hỏa này ăn ngon lành như thế, cắn quả trứng giòn xốp, chẳng lẽ ăn rất ngon. Hình như cảm ứng được Lăng Hàn thèm thuồng, thằn lằn kia dừng lại, nó nhìn Lăng Hàn với ánh mắt xem thường. Khốn kiếp, bị một con thằn lằn khinh bỉ, Lăng Hàn thẹn quá hóa giận, đã bị khám phá thì án không cần khách khí. Hắn nhảy lên chân long sao, chuẩn bị nếm thử hương vị quả trứng, nhưng hắn chưa đặt chân lên mẫu thụ, hắn đã bị lực lượng khổng lồ phản chấn trở về. Bang, hắn bay về như đạn pháo, cũng nặng nề đụng vào đống tiên kim. Ha 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 ha, chỉ thấy thằn lằn cười lớn, nó còn dùng hai chân trước đặt lên thân thể giống như đang ôm bụng cười to lăng hàn cực kỳ phiền muộn thật sự mất mặt không nếm được hương vị vỏ trứng lại còn bị chê cười lại nói than lăn là tiểu thanh long sao người đời sau giọng nói mênh mông cuồn cuộn vang lên chỉ thấy hư ảnh một đầu chân long xuất hiện nó tỏa ra khí tức trí cao vô thượng đây là uy nghiêm đại đế cho dù là tồn tại nào cũng không thể mô phỏng chân long ở giữa không trung hai mắt lớn như chuông đồng nhìn lăng hàn đây là con út của ta lưu đến hôm nay xuất thế tranh giành một đường cơ duyên hy vọng ngươi có thể trông nom một hai tiểu thanh long lộ ra vẻ mặt không phúc nó muốn mở miệng phản đối cũng không biết nhớ tới cái gì nó câm miệng và cắn vỏ trứng giang giác giang giác dường như nó rất hận lăng hàn cố ý gặm càng vang dội lăng hàn muốn xông lên đánh nó nhưng bị ngăn cản một lần lão tử của người ta đang theo dõi hắn cho dù hóa đạo không biết bao nhiêu tỷ năm chỉ bằng một ý niệm cũng có thể dễ dàng diệt sát hắn tốt ta nhẫn người đời sau ngươi là người ta lựa chọn duy nhất trong vô số năm tháng tương lai thành tựu vô hạn chân long còn nói thêm đương nhiên ta sẽ không bảo ngươi hỗ trợ không công hắn động một chút bảy trái cây bay tới thiên long quả đôi mắt lăng hàn sáng ngời đây chính là quả tiên đế cấp đại dược châu bò nhất trước kia hắn muốn ngắt lấy nhưng bị đại đế sát trận hạn chế không nghĩ tới bây giờ chân long chủ động đưa tới trước người tốt xem như giúp hắn chiếu cố tiểu thanh long nha chút lòng thành Chờ chút, đây là ý gì? Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì bảy thiên long quả bay tới trước người hắn, rõ ràng có sáu quả chuyển hướng bay về phía tiểu thanh long, chỉ có một quả rơi xuống. a à, không ngờ chỉ cho ta một quả. Trên thực tế, đây chính là đại dược đế cấp, cho dù một quả cũng đủ làm thánh nhân đánh đầu rơi máu chảy, tất cả đế tộc đều ra tay, ai có thể có được bảy quả như chân long, hiện tại chỉ phân cho hắn một quả. Người trêu ta sao, sáu thiên long quả rơi vào chân long xào, xếp thành hàng trước người tiểu thanh long lãng phí nhỏ như vậy có lẽ còn đang bú sữa muốn thiên long quả làm gì sau đó lăng hàn liền phát hiện đầu tiểu thanh long này ti tiện nó còn nhếch miệng cười lăng hàn sau đó cầm lấy thiên long quả lên châm chọc hắn ý tư kéo thù hận rất rõ ràng khốn kiếp ngươi vừa mới nở sao biểu lộ của ngươi quá phong phú chân long thì sủng ái đứa con của mình sau đó lại nói với lăng hàn con út của ta chưa sinh ra đã bị trời đố kỵ có lưu nội thương cho nên ta không thể không phong ấn tiên nguyên của nó, phong tỏa tánh mạng tinh khí trôi qua, dùng thời gian chữa trị nội thương, sẽ chờ thời khắc xuất thế trong tương lai. Tuy nhiên thời gian có thể khép lại nội thương, nhưng cuối cùng vẫn tổn thương căn cơ, ta đào tạo thiên long tụ chính là vì hình thành thiên long quả, dùng chữa trị căn cơ con ta. a, à, thì ra là thế, lang Hàn cảm thấy tâm lý cân đối nhiều, thiên long tụ nhờ phúc của tiểu thanh long, nó từ thánh cấp tăng lên thành đế cấp, phân cho hắn một quả là không tồi rồi. Hơn nữa, chân long là tồn tại bực nào, cần giải thích với hắn sao. Từ điểm đó mà nhìn, chân long phi thường để mắt hắn. Nhưng Lăng Hàn cũng hiếu kỳ, nếu thần thú là thiên địa sáng tạo, có lẽ phải là con cưng của trời, vì cái gì hậu đại của chân long lại bị thiên địa ghen ghét. Hơn nữa, ngay cả đại đế cũng không có cách nào trị hết nội thương, cần phải phong ấn tiên nguyên, dựa vào thời gian lâu dài chữa trị nội thương, tiểu thanh long bị tội gì. Chân long hoàn toàn không giải thích, thân hình hắn di động và nói ta tự nghĩ ra một bộ công pháp, tên là Thiên Long Đế Quyết, hiện dạy cho ngươi, về sau, ngươi sẽ phụ trách dạy bảo con ta tu hành. Nếu có thể tu thành, ngươi có được một chân long lực, không sợ bất cứ người nào đương thời. Chân long rũi móng vuốt to lớn ra, nó điểm nhẹ vào chán Lăng Hàn, ngay sau đó có tin tức rót vào thức hải của Lăng Hàn. Oanh, tin tức quá khổng lồ, Lăng Hàn trực tiếp hôn mê. Chân long không có để ý, dù sao không có hại. Hắn nhìn con út của mình, trong ánh mắt lộ ra thần sắc yêu thương nếu không vì con út hắn không cần nhọc lòng lưu lại một đạo ý thức như vậy đạo ý thức bị vây khốn ở đây trải qua hàng tỷ cô tịch đủ làm bất cứ kẻ nào nổi điên hắn lại chịu được bởi vì hắn là đại đế hắn có tu vi tâm tính như thế thứ hai cũng bởi vì yêu thương con mình hắn tình nguyện tịch mịch như thế chỉ vì con út xuất thế có thể phó thác cho một người cường đại đáng tin cậy tiểu thanh long không còn tiện như thế nó đình chỉ ăn vỏ trứng ngẩng đầu lên đối mặt với chân long con mắt ướt át Tuy nó vừa xuất thế nhưng trong vỏ trứng đã có ý thức mông lung, trí tuệ đã sớm khai hóa. Con đường tương lai cần chính người đi, chân long nói ra, giọng nói mênh mông mang theo uy nghiêm vô thường. Tiểu thanh long gật đầu, nước mắt chảy ra, bởi vì nó biết rõ, sợi thần niệm của chân long đã hoàn thành sứ mạng, sẽ biến mất triệt để. Đây không phải tử vong, mà là một giải thoát, kẻ này có đại khí vận, đại tiền đồ, người đi theo hắn, có lẽ có thể tránh thoát sát kiếp tương lai. Chân long lại nói. Tiểu thanh long tiếp tục gật đầu, nước mắt lưng tròng. Ta đi, thân ảnh chân long biến mất nhưng ánh mắt vẫn quyến luyến đứa con của mình thật sâu. chương 4590, thiên long đế quyết. Lăng hàn cảm giác đầu như nổ tung, hắn đạt được một bộ công pháp cấp đại chính thức đế, toàn bộ nhét vào trong thức hải của hắn, một đám ký hiệu sáng lên, lăng hàn có cảm giác như chạm vào bản chất của đại đạo. Hỗn độn cực lôi tháp phát huy, phóng xuất ra từng đạo gợn sóng, rốt cục, những ký hiệu này ảm đạm và chìm vào trong thức hải rốt cục có thể nghiên cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn không ngừng hiểu ra. Hắn hoàn toàn quên thời gian trôi qua, có lẽ đã qua một năm, có lẽ là mười năm, hắn đắm chìm trong công pháp cấp đại đế, hóa thành đồ vật của mình. Thiên Long đế quyết, đây là công pháp thể tu, chân Long vì cái gì có thể trở thành tồn tại đứng đầu thần thú. Bởi vì thể thuật của hắn là đế cấp, không cần sử dụng năng lượng tầng thứ cao cũng có thể đối kháng với các thần thú, chỉ nói phòng ngự cũng chỉ có huyền vũ mới có thể hơn chân Long một chút nhưng sinh ra đã cường đại như vậy tất cả đến từ thiên địa tạo hóa mà không phải là chân long dựa vào bản thân tu luyện ra phụ mẫu sinh con trời sinh tính tất cả có khác biệt nhưng không có một đứa con nào kế thừa năng lực của hắn bởi vậy chân long bắt đầu nghiên cứu khí lực bản thân cuối cùng sáng tạo ra thiên long đế quyết chỉ cần tu thành là có thể như cá vượt long môn hóa thân chân long trên lý luận mà nói đây là thể thuật thuần túy cho nên dù là thời điểm tổ vương tại thế thiên địa không cho phép tổ vương thứ hai ra đời, hắn vẫn có thể thành đế khác loại, thể thuật đạt tới cấp đại đế, hoàn toàn có thể nghiền áp thánh nhân, chống lại đế binh. Đương nhiên, loại thành đế này không phải chính đạo, không bị thiên địa tán thành, cho nên không thể địch lại tổ vương chân chính. Nhưng chân long xem ra, dù không địch lại, tự bảo vệ mình lại có thừa. Việc này làm lăng hàn khiếp sợ, đế, tồn tại mạnh nhất thiên hạ, một thời đại chỉ xuất hiện một người, có thể trưởng quản thiên hạ, muốn giết người nào chỉ dựa vào một ý niệm chỉ cần tu thành thiên long đế quyết là có thể chống lại đại đế đủ để tự bảo vệ mình công pháp này kinh khủng cỡ nào nhưng mà muốn tu luyện thiên long đế quyết cũng không phải chuyện đơn giản đầu tiên cần có huyết mạch chân long cuối cùng hoàn thành cá vượt long môn hóa thân chân long thể lang hàn làm sao bây giờ không sao lúc trước hắn nhận được long tinh uẩn dưỡng sửa đổi thể chất kỳ thật đã có được một tia chân long huyết số lượng ít đến thương cảm về sau phục dụng thiên long quả đủ để gia tăng số lượng khi đó hắn có thể tu luyện thiên long đế quyết. Khó trách chân long lại phân cho hắn một thiên long quả, bằng không ban thưởng cho hắn thiên long đế quyết thì như thế nào, căn bản không cách nào tu luyện, tự nhiên không có ân tình gì đáng nói. Hiện tại xem ra, Lăng Hàn còn thiếu nợ chân long một nhân tình to lớn, chả thế nào. Cứ trả cho Tiểu Thanh Long, nhưng Lăng Hàn vừa nghĩ tới Tiểu Thanh Long đê tiện, hắn cảm thấy phiền muộn khó chịu. Bỏ đi, về sau giao cho Đại Hắc Cẩu, xem ai càng tiện hơn hắn tiêu hóa môn công pháp này hoàn toàn không tồn tại khẩu quyết gì kỳ thật đó là nhận thức với thiên địa đại đạo không luyện bí lực không tu quy tắc thuần túy hóa thành thể lực không phải chỉ đạt được công pháp là được mà là phải hiểu rõ và lý giải hoàn toàn phải xem mộ tính không có bất kỳ người nào có thể giúp được hiểu chính là hiểu không hiểu chính là không hiểu cho nên chân long nói bảo lăng hàn dạy bảo tiểu thanh long hoàn toàn là khách khí căn bản không dạy được hơn nữa tiểu thanh long hoàn toàn kế thừa huyết mạch chân long hắn muốn tu luyện thiên long đế quyết độ khó khẳng định thấp hơn lăng hàn bởi vậy chỉ có thể xuất hiện tình huống lăng hàn không hiểu thiên long đế quyết mà tiểu thanh long sẽ không bởi vì môn công pháp này là chân long sáng tạo cho hậu duệ bản thân nó đã có năng lực này còn cần tu luyện lăng hàn cảm thấy vấn đề lúc trước phụ mẫu sinh con trời sinh tính nếu đều tu luyện thiên long đế quyết chẳng phải tất cả đều có thể chống lại đại đế tại sao hiện tại không nhìn thấy long tộc Quả thật có chút chủng tộc được xưng long tộc, nhưng đều là giao tộc, có khoảng cách với long tộc rất xa. Đế tộc trường tồn muôn đời, nhất là long tộc, dùng thiên long đế quyết lập tộc, đại đế cũng có thể đối kháng một hai, vì cái gì bị chôn vùi trong lịch sử. Cổ quái, lang hàn ngẫm lại, hắn ném việc này sang một bên, hiện tại hắn chuyên tâm tìm hiểu thiên long đế quyết là đủ rồi. Thời gian như thoi đưa, hắn không phát hiện ra, lang hàn không ngừng cảm thán, thiên long đế quyết rất kinh diễm, Tạm thời hắn không hiểu công pháp chân ngã cảnh và cao hơn, nhưng hắn hiểu thông trúc cơ, chú đỉnh. Hiện tại hắn càng bội phục, thì ra còn có thể như thế. tự ý nào đó mà nói, đây không phải chân long châu bò, mà là thiên địa to lớn. Bởi vì chân long dùng bản thân thôi diễn ra công pháp, mà chân long là thiên địa sáng tạo ra. Cuối cùng, thiên địa châu bò tất cả đều là đạo tác, đạo pháp tự nhiên mới là vô địch. Lang Hàn cần bắt đầu lại từ đầu, tu hành từ trúc cơ thiên sau khi hoàn thành mới có thể tu tới chú đỉnh thiên lại đến sinh đan thiên một đường hướng lên trở thành thánh nhân thì hắn có thể tu hành trung cực thiên một khi tu thành hắn có thể đối kháng tổ vương một hai ít nhất không sợ thánh nhân tay cầm đế binh nhưng đây không phải chuyện hiện tại đó là chuyện sau này lăng hàn hưng phấn lần này đi chân long uyên có thu hoạch vượt quá tưởng tượng chỉ bốn linh đồ đỉnh cấp đã đủ nhiều huống chi còn có số mệnh chân long thiên long quả thiên long đế quyết lúc này lăng hàn tỉnh lại Hắn mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy con rắn nhỏ vòng quanh ngực hắn, thấy hắn tỉnh lại thì dùng ánh mắt xem thường hắn. Khốn kiếp, là thằn lằn kia, lang hàn đứng lên, thằn lằn, người bò trên người của ta làm gì vậy? Đi ị, tiểu thanh long nói ra, khốn kiếp, khóe miệng lang hàn co giật, người không là thân tử của chân long sao, thân phận vô cùng cao quý, vì cái gì nói nâng thô tục như thế? Chẳng phải tự hủy hình tượng hay sao? Hắn biết rõ tiểu thanh long ti tiện, nhưng tuyệt đối không ngờ tới tình trạng như thế. Ngươi nói ngươi là hậu duệ thần thú, khẳng định sinh đã cường đại, chẳng lẽ còn cần ngũ cốc luân hồi. Cho nên, tiểu thanh long tuyệt đối không thể đi ý trên người hắn, chỉ cố ý nói như vậy, buồn nôn hắn mà thôi. Buồn nôn người cũng không cần hạ thấp bản thân, đây không phải tiện là cái gì. Thân lăn, đừng tưởng rằng ta đáp ứng phụ thân ngươi phải chiếu cố ngươi, ngươi có thể cưỡi lên đầu ta. Đi ị sao, tiểu thanh long thản nhiên nói. Khốn kiếp, lang hàn vuốt vuốt tay áo, mặc kệ mọi việc, hắn muốn đánh đổ đê tiện này, cho hắn biết ai mới là lão đại. Muốn đánh nhau phải không? Tiểu Thanh Long thấy thế cũng hưng phấn. Không phải đánh nhau, là đánh ngươi. chương 4591, Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long cười ha ha, nó chủ động lao tới Lăng Hàn. Đánh ta, nói đùa gì vậy? Kẻ có thể đánh ta còn chưa sinh ra. Tiểu tử, luận bối phận ta đồng bối với tổ tông của ngươi, còn không mau mau gọi một tiếng đại gia nghe một chút. Tiểu Thanh Long rất ti tiện, nó vừa ra tay vừa nói bậy không ngừng đừng nhìn hắn mới xuất thế nó đã có thực lực sinh đan cảnh chiến lược cường hoành còn mạnh hơn cả đế tử càng mấu chốt là dường như nó trời sinh am hiểu thiên long đế quyết thể thuật vô cùng cường hoành nếu không làm sao là đối thủ của lăng hàn phải biết rằng nó mới chỉ là sinh đan sơ kỳ sinh đan sơ kỳ có thể chống lại lăng hàn sinh đan đại viên mãn đây là chuyện khó tin cỡ nào đương nhiên vì nó tu hành thiên long đế quyết chỉ thể thuật đã có chiến lược tam thập tứ trọng thiên hơn nữa nó không có bí lực cho nên đạt tới cấp độ chống lại Lăng Hàn. Trái lại Lăng Hàn, hắn còn chưa bắt đầu tu luyện Thiên Long Đế Quyết, nếu hắn cũng tu thành, tình huống kia sẽ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, Tiểu Thanh Long cũng chỉ là sinh đan sơ kỳ, nếu nó bước vào sinh đan đại viên mãn, chiến lực sẽ tăng lên cỡ nào. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Long Đế Quyết bá đạo ra sao. Ô, nhìn không ra, nhân tộc nho nhỏ còn có thiên tài như thế. Tiểu Thanh Long kinh ngạc, nó xem ra, tuy cảnh giới không bằng Lăng Hàn, nó có thể tu hành thiên long đế quyết tử trong trứng, hiện tại đã tu luyện sinh đan thiên đến viên mãn, hiện tại không thể áp chế lăng hàn. Phải biết rằng, thiên long đế quyết tu đến cảnh giới cao nhất có thể đối kháng với tổ vương. Lăng hàn cũng kinh ngạc, một con thần lần cũng lợi hại như vậy, đúng là phá vỡ nhận thức của ta. Phi, ta là chân long, chân long, tiểu thanh long gào lên, cái gì thần lần, nhưng nó là hậu duệ chân long, đứng đầu thần thú, bị thiên địa ghen ghét, còn chưa sinh ra đã lưu lại nội thương, đủ để chứng minh nó bất phàm. Là Long cũng phải nằm xuống cho ta. Lăng Hàn cười to, hai đấm vùng vẩy liên tục, hắn công kích rất bá đạo. Ta là chân Long, Long đằng cửu thiên, phàm nhân, người chỉ có thể ở dưới đất nhìn lên ta. Tiểu Thanh Long cảm giác mình sẽ bay lên, tuy lực lượng của nó mạnh mẽ nhưng thực sự chỉ vừa sinh ra, cũng không có nắm giữ hiên thuật, dựa vào bản năng thuần túy chiến đấu. Nó có thể so sánh với Lăng Hàn sao? Đánh lâu như vậy, nó đã lâm vào hạ phong. Chật chật chật, xem ra ta sẽ thu phục một đầu chân long làm tỏa kỵ. Lang Hàn cười nói, tiểu thanh long tức giận gào to, mặc dù có chân long nhắc nhở, nhận định Lang Hàn tiền đồ phi phàm, nó lại tự tin, cho rằng Lang Hàn chỉ là nhân tộc bình thường, làm sao có thể mạnh hơn chính mình. Bởi vậy, nó lựa chọn khiêu khích, muốn đánh phục Lang Hàn, về sau nó là lão đại, Lang Hàn là lão nhị. Nhưng mà ai biết, trận chiến làm nó bị nghẹn, nó đánh không lại, lực lượng của nó đã tới tam thập tứ trọng thiên, có thể chấn áp đế tử, Tại sao không làm gì được Lăng Hàn? Nhân tộc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi quỳ xuống." Tiểu Thanh Long giận dữ hét lớn. Lăng Hàn lắc đầu, "Ngươi ngủ trong trứng nhiều năm như thế, năng lực tự sướng của ngươi rất cường đại. Tiểu tử nhân tộc, không nên ép ta ra tuyệt chiêu." Tiểu Thanh Long hét lớn, "Chả lẽ lại sợ ngươi?" Lăng Hàn nói ra, Tiểu Thanh Long há mồm phun ra một vũng nước vào người Lăng Hàn. "Khốn kiếp, gia hỏa này cũng học được chiêu như thế." Lăng Hàn im lặng nhổ nước miếng là chiêu thông dụng của tiện nhân sao nhưng đừng nói một chiêu này uy hiếp không lớn nhưng lăng hàn không muốn bị tiểu thanh long phun trúng người hắn lập tức tránh ra tiểu thanh long dương dương đắc ý như thế nào sợ long ra chưa ách đúng là tính tình của đại hắc cẩu còn chưa gặp mặt đã tự xưng là ra lăng hàn lắc đầu hắn phỉa giáo huấn tiện long này cho nó biết mình mới là lão đại bành 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 bọn họ kịch chiến một thắng ở thể thuật cường hoành một khác là sinh đan cảnh có thể đánh đế tử nằm sấp có thể nói là kỳ phùng địch thủ khó phân cao thấp chỉ có điều tiểu thanh long không hiểu tiên thuật nó lâm vào hoàn cảnh xấu ở phương diện này bởi vậy tự nhiên cũng lâm vào hạ phong tiểu thanh long thập phần ương ngạnh nó tự cho mình rất cao hơn nữa đây là trận chiến đầu tiên sau khi xuất thế làm long tử nó làm sao bại cơ chứ bởi vậy nó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tìm kiếm cơ hội chuyển bại thành thắng còn không chịu thua lăng hàn thi triển hàn băng lục tiên chỉ lại vận chuyển năng lượng hàn băng, chiến lược lại tăng lên. Ngóa, tiểu thanh long tức giận, đây chính là tuyệt học chân long nhất mạch, hiện tại có người ngoài thi triển ra, mà nó là truyền nhân chính tông không học được, việc này làm sao nói nổi. Mắt mật, gia hỏa này còn biết rất nhiều bí thuật, hết lần này tới lần khác dùng một chiêu này để đối phó chính mình, nói rõ đang tổn hại chính mình. Đáng giận, quá đáng giận, trong trạng thái như thế, nó càng không địch lại, bị lăng hàn đánh kêu gào thảm thiết, nhưng thể thuật cường đại cũng không chỉ biểu hiện ở lực lượng, phòng ngự cũng giống như vậy, nó thừa nhận lang hàn oanh tạc. Tiểu thanh long bị đánh mặt mũi bầm dập, hết lần này tới lần khác còn không bị trọng thương, làm cho nó giận dữ gào to. Than lăn, có nhận thua hay không? Lang hàn cười nói, phi, mơ tưởng, tiểu thanh long cắn răng, nói, ngươi mới phải nhận thua trước long ra, nhanh ngoan ngoãn gọi đại ca. Đúng là mạnh miệng, lang hàn lắc đầu, nhoẻn miệng cười, nói, như vậy cũng tốt, có thể đánh thống khoái bành 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 liên tiếp oanh kích tiểu thanh long càng hỏng bét nó bị đánh thảm hơn nó rất cứng cỏi cho dù bị đánh cũng không chịu nhận thua có chút trí khí chẳng qua ngươi đang chịu khổ lang hàn vận chuyển năng lượng hủy diệt hai đấm xuất hiện hỏa diễm màu đen khí tức đáng sợ không cách hình dung bộc phát tiểu thanh long hoảng hốt loại năng lượng này làm nội tâm nó lạnh lẽo trực giác nói nó sẽ bị trọng thương còn cứng đầu hay không lang hàn cười nói tiểu thanh long suy nghĩ trực tiếp thu tay lại. Bổn đại gia mới vừa xuất thế, ta còn nhỏ tuy hoa, không chấp nhặt với ngươi. Hà ha, ha, quả nhiên đê tiện, đánh không lại thì đánh không lại, còn tìm lý do. Lăng Hàn không đấu võ mồm với Tiểu Thanh Long, việc này nên giao cho Đại Hắc Cẩu, tin tưởng nó sẽ cho Tiểu Thanh Long biết rõ cái gì gọi là tiện ngoài có tiện. Hiện tại, ta làm sao rời đi? Hắn hỏi Tiểu Thanh Long. Đơn giản, Tiểu Thanh Long nói ra, duỗi ngón điểm vào hư không vài cái, cảnh vật chung quanh thay đổi, bọn họ lập tức rời khỏi chân long quật, xuất hiện trên thiên long tinh. Lăng Hàn nhìn tiểu thanh long, hắn kinh ngạc, trí nhớ của hắn vẫn còn. chương 4592, tu luyện đế thuật. Theo lý mà nói, bước ra khỏi chân long uyên sẽ bị chém trí nhớ, dù mạnh như đế tử cũng chỉ có trí nhớ mơ hồ mà thôi. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, tư liệu về chân long uyên trống rỗng. Lăng Hàn lại nhớ rõ mọi việc, mỗi một chi tiết tỉ mỹ rõ ràng. Thăn lăn, chúng ta đã ra khỏi chân Long Nguyên, Lăng Hàn hỏi, Tiểu Thanh Long dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn, căn bản chẳng muốn trả lời. Trả lời vấn đề này là nhục nhã nó, nhưng vì cái gì trí nhớ của mình không mất đi, Lăng Hàn nghĩ lại, như vậy cũng được, một, lúc này tất cả mọi người không bị chém trí nhớ, hai, hắn là đặc thù, bởi vì hắn nhận phó thác của Chân Long, hắn phải trông nom Tiểu Thanh Long, nếu chém trí nhớ của hắn, vậy hắn căn bản không nhớ rõ cái gì cả, trực tiếp làm thịt Tiểu Thanh Long nấu hầm cách thủy. Hoặc đều không phải Lăng Hàn dùng liên tiếp khí tiến vào tinh võng, sau đó hắn bắt liên lạc với nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cẩu. Lăng Hàn, người cũng đi ra sao? Dường như nữ đạt được số mệnh chân long, tiểu hàn tử, cậu ra không hiểu vì sao mình học được vài loại năng lượng tầng thứ cao đây. Từ tin tức bọn họ trả lời, hiển nhiên bọn họ đều bị chém trí nhớ tương quan, chỉ có Lăng Hàn là ngoại lệ. Lăng Hàn sẽ không giấu giếm đám người nữ hoàng, nhưng càng sẽ không trắng trận tuyên dương hắn còn giữ lại trí nhớ, hắn chỉ ước định địa điểm với đám người nữ hoàng có mấy lời gặp mặt nói trực tiếp thì hơn đế tộc cũng không cần tinh võng việc này làm cho lăng hàn cảnh giác tinh võng về sau nên ít dùng mới tốt tinh võng có thuận tiện hay không khẳng định thuận tiện tinh võng dễ dàng liên hệ với người khác có thể luận bàn với thiên kiêu khắp tinh không chẳng lẽ đế tộc không biết sao bởi vì biết nhưng bọn họ không dùng nói rõ tinh võng còn có chỗ hỏng người khác không biết thậm chí vượt qua chỗ tốt mới làm cho đế tộc thả rằng buông tha những tiện lợi này ồ đây là vật gì tiểu thanh long hiếu kỳ tinh võng là đại đế thường ra xây dựng khi tiểu thanh long bị phong ấn tiên nguyên tới bây giờ thời gian đã qua vài tỷ năm cho nên nó không biết tinh võng Lăng hàn nói đơn giản một chút tiểu thanh long lập tức hứng thú nó vẫn bị phong ấn ý thức lâm vào ngủ say nhưng ngẫu nhiên cũng có lúc thanh tỉnh một chút bởi vậy nó rất tịch mịch tinh võng có thể kết nối cả thế giới thứ này quá tốt hắn có thể chơi đùa lang hàn bật cười vào thời khắc này tiểu thanh long mới chính thức giống như tiểu hài tử. Tốt, về sau mua cho ngươi một cái, bổn đại gia cần ngươi mua giúp ta sao? Không nghĩ tới tiểu thanh long lại bộc phát tính đê tiện, dùng ánh mắt xem thường nhìn lăng hàn. Ngươi nha, không biết phải trái đúng không? Lăng hàn nâng nắm đấm, bành bành bành, hắn tiến hành giáo huấn tiểu thanh long. Hai đại thiên kiêu lại chiến, nơi nà gà bay chó chạy. Cuối cùng nhất, tiểu thanh long vẫn bị lăng hàn đánh ngã. Nhân tộc, ngươi cho nhớ kỹ bổn đại gia, chờ tu vi bổn đại gia tăng lên, ta nhất định sẽ đánh ngươi nằm sấp. Tiểu Thanh Long kêu thảm thiết, hết lần này tới lần khác vẫn còn mạnh miệng. Ha ha, mạnh miệng đi, xem ra ngươi còn chưa bị đánh thoải mái. Sau khi thu thập Tiểu Thanh Long, Lăng Hàn đi gặp mặt đám người nữ hoàng. Ô, con thần lần này là thứ gì? Đại Hắc Cầu nhìn thấy Tiểu Thanh Long hậu, phản ứng của nó giống Lăng Hàn, hoàn toàn không xem ra hỏa này thành Long tộc. Tiểu Thanh Long giận dữ, nó vung móng vuốt tấn công đại gia mày là chân long, banh, một phút đánh đại hắc cẩu bay ra ngoài, khá tốt tiểu thanh long không có hạ sát thủ, bằng không lực lượng tam thập tứ trọng thiên đánh chúng, đại hắc cẩu khẳng định bị đánh thành thịt nát. Đương nhiên, nếu như tiểu thanh long thật muốn hạ tử thủ, lăng hàn sẽ không ngồi nhìn. Lần này đại hắc cẩu ngây người, tình huống như thế nào, thằn lần này là sinh đan sơ kỳ mà, tại sao mạnh tới mức không có thiên lý như vậy. Tình huống cụ thể sẽ nói sau, hiện tại rút lui. Lăng Hàn nói ra, hắn đã giết lâm lãng, giết một tên đế tử, hỏa vân đế tộc khẳng định sẽ tức giận ngập trời, hắn nên chạy trốn mới tốt. Hiện tại, tất cả thế lực lớn đang tìm kiếm đệ tử của mình, dù sao chân Long Uyên đóng cửa sẽ ném mọi người ra các nơi, muốn tìm được truyền nhân của mình ngay là chuyện rất khó. Cho nên, tốt nhất phải nhân dịp này chạy đi, lang hàn xuất phát, hắn tìm một chiếc không hạng, trực tiếp bao nó và rời khỏi nơi này, cũng không cần phải chờ đủ người. Đối với Lăng Hàn tài đại khí thô mà nói, khoản phí này chỉ là chuyện nhỏ không hạm đi vào tinh thể tiếp theo, đám người lăng hàn mở truyền tống trận, sau khi rời khỏi mấy tinh vực, một hơi truyền tống tới lúc thân thể không chịu nổi, lăng hàn mới dừng lại, hắn tìm một khách sạn ở lại. Hắn nói với nữ hoàng, hổ nữ và đại hắc cầu chuyện xảy ra trong chân Long Uyên, một năm một mười, hắn không giữ lại chút nào. Cái gì, con thần lần này là hậu duệ chân Long. Đại hắc cầu kêu lên, tiểu thanh Long đang ma sát móng vuốt, chó chết, người cần ăn đòn phải không? Đại hắc cầu kinh sợ, dù sao chiến lực của tiểu thanh long bày ra đó Sau khi lang hàn nói ra chân long nhắc nhở Bọn họ đều hưng phấn Nếu bọn họ cũng có thể thu thành thiên long đế quyết Vô hạn cường hóa thân thể Chẳng phải có thể yêu nghiệt giống như tiểu thanh long hay sao Mấu chốt là Trong cơ thể của bọn họ không có huyết mạch chân long Lang hàn hỏi thăm tiểu thanh long Tiểu thanh long ngược lại thập phần hào phóng Cho phép lang hàn truyền thiên long đế quyết cho đám người nữ hoàng Đế thuật này cũng không phải cho người học là có thể tu luyện thành công Đầu tiên cần phải xem mộ tính, hai là có huyết mạch chân long, phù hợp điều kiện này chẳng khác gì Phượng Mao Lân Giác, hắn không tin đám người nữ hoàng học được. Mặt khác, tuy nó đối nghịch với Lăng Hàn nhưng lại bội phục không nhỏ, lại nói, Lăng Hàn có thể không hỏi nó. Những tình huống này cộng lại với nhau, nó không ngại truyền thụ Thiên Long Đế Quyết. Lăng Hàn không vội quay về, trước học Thiên Long Đế Quyết. Được Lăng Hàn truyền thụ, nữ hoàng, hổ nữ, đại hắc cẩu đã bắt đầu học trúc cơ thiên trụ cột nhất. Bọn họ học Lăng Hàn cũng bắt đầu tu luyện, ở phương diện này, Lăng Hàn có ưu thế, nhưng hắn đạt được chân long thân truyền, hơn nữa, trước kia hắn cũng nghiên cứu qua, có thể trực tiếp bước vào giai đoạn tu luyện. Hắn không có khoanh chân ngồi xuống, mà là nằm sấp, hắn như chân long đang nằm, hắn vận chuyển đế thuật và năng lượng thiên địa lao tới. Đây không phải bí lực, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, loại lực lượng này thập phần huyền diệu, cấp độ đã vượt qua bí lực. Năng lượng tầng thứ cao, nhưng phẩm giai cũng không cao lắm, có lẽ chỉ thuộc về nhất tinh chương 4593, muốn, vì cái gì chỉ có nhất tinh, rất đơn giản, đây cũng không phải là dùng để đối địch, mà là dùng để tôi luyện bản thân, nếu vận dụng như thiên đạo hỏa, không phải muốn chết sao. Con đường tu luyện tiến hành theo chất lượng, dựa vào mãnh dược một lần làm xong sẽ lưu lại di chứng rất lớn. Đừng tưởng rằng như vậy thì châu bò, phải biết rằng, võ giả dù đạt đến sinh đan cảnh, bọn họ thu lực lượng thiên địa cũng tu bí lực, mà bí lực là năng lượng kém cỏi nhất. Cho nên, Thiên Long Đế quyết bước đầu tiên chính là thu nạp năng lượng tầng thứ cao nhất tinh luyện thân, như vậy là rất châu bò. Lăng Hàn dùng tu vi cao hơn thúc dục trúc cơ thiên của Thiên Long Đế quyết, tự nhiên nó làm rất dễ dàng, mấu chốt là hắn thu nạp không ít long tinh, lại ăn thiên long quả, trong cơ thể tích lũy không ít huyết mạch chân long, từ đó phát ra hiệu quả rất mạnh. Chỉ hơn 10 ngày mà thôi, hắn đã tu hành trúc cơ thiên đến đại thành. Thiên Long Đế quyết tu thể thuật, bởi vậy Lăng Hàn không cần vận dụng bí lực, chỉ cần hắn xuất quyền cũng có lực lượng sôi trào, Đương nhiên, đó là khủng bố với trúc cơ mà thôi, đặt ở sinh đan cảnh, lực lượng như vậy lại không có ý nghĩa. Hắn chủ động vận chuyển thiên long đế quyết, lúc này trên da sinh ra lân phiến rậm rạp bao trùm toàn thân, ngay cả mí mắt cũng có long lân che chắn. Long lân, thiên long đế quyết tu thể thuật, mà thể thuật phân thành hai bộ phần, một là dùng lực lượng tiến công, hai là dùng khí lực phòng thủ, hiện tại lăng hàn đang dùng khí lực phòng ngự. ngoá, tu đến cuối cùng, không phải sẽ biến thành chân long đấy chứ. Lăng Hàn thì thào, hắn rất kháng cự như thế, đang làm người êm đẹp, tại sao phải biến thành một con chân long. Hơn nữa, con đường này là chân long đi qua, hắn sinh ra đã làm đế, có thể phục chế hay không còn chưa biết, cho dù dựa theo chân long suy đoán, sau khi tu hành thiên long đế quyết tu đến đại thành có thể miễn cưỡng chống lại tổ vương, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mà thôi, cũng không thể sánh vai với tổ vương chính thức. Cho nên tiên thiên có tính cực hạn, ta còn phải kiên trì đi con đường của mình, thiên long đế quyết chỉ có thể làm phụ trợ, không thể đoạt đi đại đạo bản thân. Lăng Hàn nói với chính mình, hắn đi xem đám người nữ hoàng, kết quả hai người một chó bởi vì huyết mạch long tộc trong người chưa đủ, chậm chạp không cách nào nhập môn, tiến cảnh chậm đến đáng thương. Nhưng trên lý luận chỉ cần có huyết mạch chân long, có thể dựa vào Thiên Long đế quyết cường hóa, cuối cùng như cá vượt long môn, hóa thành Thiên Long, cho nên chỉ cần ngộ tính đầy đủ, bọn họ vẫn có thể tu luyện, chỉ có tiến triển rất chậm. Lăng Hàn yên lòng, hắn tiếp tục tu luyện hắn bắt đầu luyện thiên long đế quyết chú đỉnh thiên hắn càng cảm thấy hứng thú với thứ này đúng trước kia giao chiến với tiểu thanh long lăng hàn biết rõ thiên long đế quyết đáng sợ thì ra thể thuật cũng có thể tu đến mức châu bò như thế vạn nhất tiểu thanh long đột phá lên sinh đan trung kỳ hậu kỳ thậm chí đại viên mãn thì sao mình có thể thắng nó hay không bởi vậy lăng hàn phải mau chóng tu hành thiên long đế quyết đến lúc đó hắn vẫn tự tín chấn áp tiểu thanh long đại gia mày vĩnh viễn là đại gia mày Lăng Hàn tâm cao khí ngạo cỡ nào, hắn vô địch trong cùng giai. Chú đỉnh thiên câu thông một loại năng lượng tầng thứ cao khác, Lăng Hàn cảm giác rõ ràng, đó là năng lượng nhị tinh. Từ đó suy ra, sinh đan cảnh sử dụng năng lượng tầng thứ cao tam tinh rèn luyện, cuối cùng dùng năng lượng cửu tinh rèn luyện thân thể, cho dù là thánh nhân cũng có thể chết cháy, dùng tứ này rèn luyện, hắn sẽ khủng bố cỡ nào. Một bước này sẽ chậm hơn rất nhiều, suốt một tháng sau, Lăng Hàn mới xong việc. Cái gì, người đã tu thành chú đỉnh thiên? Tiểu Thanh Long kinh hãi, nói, ngóa, rốt cuộc ai mới là con của chân Long, nó vô cùng hiếp sợ, bởi vì nó tốn thời gian quá dài. Chẳng lẽ nhân tộc này là con lai Long tộc, sau đó xuất hiện huyết mạch siêu cấp phản tổ. Cút, Lăng Hàn đá ra một cước, Lăng Hàn, người muốn đánh nhau phải không? Tiểu Thanh Long kêu gào, Lăng Hàn bóp tay, nói, muốn đánh với ta, người cần phải bước vào sinh đan trung kỳ, bằng không ngươi sẽ bị đánh. Nghe nói như thế, Tiểu Thanh Long chỉ có im lặng, qua nhiều tháng nay, nó có thể lấy được tiến bộ nhưng thực lực không có biến hóa, đánh với Lăng Hàn sẽ thất bại. Bởi vì hắn trời sinh miệng tiện, không chịu thua, mới có thể dùng miệng lưỡi đấu nhau. Rốt cuộc đám người nữ hoàng cũng có tiến bộ rõ ràng, chỉ mất thời gian một năm mới học xong trúc cơ thiên, tuy nhiên không thể so sánh với Lăng Hàn, nhưng kỳ thật tiến cảnh đã không chậm. Lăng Hàn bắt đầu tu luyện sinh đan thiên, quả nhiên hắn có thể dẫn động năng lượng tam tinh. Vận hành vài chu thiên, hắn có ý tưởng đột phát, nếu như dùng năng lượng tứ tinh thay thế thì sao? Người khác không cần làm như vậy, bởi vì từ trúc cơ đến tổ vương, vừa vặn chín cảnh giới, đối ứng với chín năng lượng tầng thứ cao, nhưng Lăng Hàn lại còn nắm giữ một loại cao hơn năng lượng cửu tinh. Năng lượng hủy diệt, cho nên, hắn hoàn toàn có thể vượt qua một cấp độ. Vấn đề là, dùng năng lượng tứ tinh rèn luyện thân thể, thân thể của hắn gánh vác được sao? Lúc hắn mạnh hơn, Lăng Hàn tuyệt đối là tên điên, chỉ do dự một lúc liền tiến hành lại nói hắn muốn đi con đường của mình không muốn cực hạn nghe theo người khác an bài oanh năng lượng tứ tinh rót vào cơ thể lăng hàn phun máu tươi hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị cắt nát trong máu tươi hắn phun ra còn có mảnh vỡ nội tạng quá mãnh liệt gánh không được a à? không được không thể nhảy qua quá trình này lăng hàn tâm niệm vừa động trước tiên dùng năng lượng tam tinh rèn luyện thân thể đại thành sau đó đổi dùng năng lượng tứ tinh lần nữa như vậy sau khi cất bước lên chân ngã cảnh hắn có thể trực tiếp dùng năng lượng ngũ tinh thôi động chân ngã thiên. Cứ làm như thế, Lăng Hàn làm gì chắc đó, hắn dùng năng lượng tam tinh ngao luyện bản thân. Quá chậm, không có biện pháp, hiện tại hắn đã tu đến sinh đan thiên, trong cảnh giới tương đương, tu hành chậm cũng là chuyện đương nhiên. Một tháng qua đi, thể thuật gia tăng chiến lực ba trọng thiên. Như vậy, lực lượng của hắn hiện tại đạt tam thập bát trọng thiên sao? Không, hắn vẫn là tam thập ngũ trọng thiên, thể thuật và bí lực không điệp ra với nhau chút lực lượng khí lực này quá yếu ớt, nếu không trước ca tiểu thanh long cũng là sinh đan sơ kỳ, bí lực ít nhất cũng tăng thêm 4 năm trọng, nếu điệp ra thì chiến lực của hắn đạt tới tứ thập trọng thiên. Lăng Hàn đoán chừng một phen, ít nhất hắn phải tu thể thuật đến thập ngũ trọng thiên, hiệu quả mới có thể rõ ràng, ví dụ hắn tăng thêm một trọng thiên. Khổ tu nhiều tháng, Lăng Hàn quyết định dừng lại giải sâu, chuyển đổi tâm tình một chút. Hắn mở liên tiếp khí ra, hắn phát hiện có nhiều tin tức trọng đại xuất hiện chương 4594, khiêu chiến, tinh võng oanh động đầu tiên là lâm lãng chết, đây chính là đế tử đấy, đường đường đế tử lại bị người đuổi giết tại chân Long Uyên, mặc dù không có nhìn thấy thi thể, miễn là người còn sống người cũng bị truyền tống ra khỏi chân Long Uyên, cho nên, lâm lãng chẳng bao lâu bị tuyên bố đắc chết. Trong lịch sử, tuy chân Long Uyên thôn vệ vô số tánh mạng, thậm chí không thiếu đế tộc, nhưng đế tử cũng chết ở bên trong, chuyện như vậy xưa nay giải rác không bao nhiêu người. Như vậy lâm lãng là đã chết trong tay ai? Không có ai biết, người đi vào bị chém dụng trí nhớ tương quan, cho dù là văn tự, hình ảnh đều bị phá hủy, căn bản đầu mối gì có thể mang ra, cho nên chỉ có suy đoán vô cùng vô tận. Rốt cuộc là ai làm? Là đế tử sao? Đương nhiên hỏa vân đế tộc cũng giận dữ lôi đình, nói muốn tìm ra hung phạm, trả lại công lý. Ha ha, ngươi cho rằng người lâm gia không thể chết được sao? Lăng hàn hừ một tiếng, nếu không phải lâm lãng ba phen mấy bận ép bức, song phương cũng sẽ không biến thành tử địch với nhau hơn nữa đấu sinh tử là do chân long thiết lập muốn trách thì trách chân long đi thôi trừ lâm lãng chết một tin tức náo nhiệt khác chính là ai có số mệnh chân long người đi vào bị chém trí nhớ tương quan nhưng chàng cảnh đạt được số mệnh chân long thì không quên bởi vậy rất dễ dàng tìm ra ba người đế tử quỳ trình khánh đế nữ không tước tộc còn lại hai cảnh giới sinh đan chú đỉnh ai đạt được số mệnh chân long là bí ẩn khó hiểu nhưng tất cả mọi người tin tưởng tuyệt đối không phải đế tử hoặc đế nữ. Vì cái gì, đế tử đế nữ có cái gì phải sợ, lưng tựa đế tộc, cho dù trong tay cầm chí bảo vô thượng, ai dám đi cướp đoạt chứ. Cho nên, như đế tử quỳ, Trình Khánh đều không che giấu bản thân đạt được số mệnh chân long, bọn họ xem ra đây là việc đương nhiên, cần sợ bị người ta đố kỵ sao. Hiện tại có hai người nhưng lại giữ kín không nói ra, cho nên, bọn họ nhất định không phải đế tộc, sợ công bố thân phận sẽ bị người ta ngấp nghé, cướp đoạt số mệnh chân long của bọn họ trong thiên địa luôn có một ít quái thuật có thể cướp đoạt số mệnh. Lăng Hàn không để ý tới, các người đi đoán đi, hắn chỉ im lặng mà phát tài. Một đoàn người đi ra, lại quay về cửu dương tinh. Bọn họ vừa tu luyện vừa chạy đi, khi trở lại cửu dương tinh thì đó là chuyện nửa năm sau. Lăng Hàn, đại gia muốn đánh nhau với ngươi, tiểu thanh long lại chạy tới. Lăng Hàn xem xét, ơ, thì ra ra hỏa này đã bước vào sinh đan trung kỳ, khó trách tin tưởng tràn đầy như vậy, chạy tới chủ động khiêu chiến tốt, thỏa mãn ngươi. Hắn cười cười, hai chân dẫm mạnh và phá không tiến lên. Cháu trai, đừng chạy được nhanh như vậy, đại gia muốn đánh ngươi. Tiểu thanh long cười ha ha, nó truy kích lăng hàn. Long gia hiện tại chính là sinh đan trung kỳ, lực lượng tổng hợp đạt tới tam thập lục trọng thiên, đã nghiền áp ngươi. Oanh, chiến đấu bắt đầu. A, à, ô, oh, đại gia mày, rõ ràng đã tu sinh đan thiên ra ít nhất 13 trọng thiên, lực tổng hợp lượng đạt tới tam thập thất trọng thiên. Lão thiên gia, người quá không có mắt, người nhất định ghen ghét long gia quá đẹp trai, cho nên ám toán long gia từ trong trứng, hiện tại lại giúp đỡ nhân tộc này. Bành bành bành, tiểu thanh long vừa kêu thảm thiết vừa bị lăng hàn trà đạp. Hắn có tiến bộ, chẳng lẽ lăng hàn không có sao? Cho nên, đại gia mày vẫn là đại gia mày. Sau khi bị đánh no đòn, tiểu thanh long phiền muộn nhận thua, sau đó lại chạy đi tu luyện. Tuy lăng hàn thắng nhưng hắn lại cảm thấy áp lực tiểu thanh long thật không hổ là hậu duệ của chân long thiên phú chiến lược đều cực mạnh chỉ cần tu vi tiến cảnh của hắn hơi thư giãn có khả năng bị tiểu thanh long vượt qua lang hàn làm sao có thể ngồi nhìn tiểu thanh long trà đạp chính mình chứ cho nên ý chí chiến đấu của hắn sụp sôi hắn tiếp tục khổ tu cũng lên tinh võng mua sắm các tài liệu thể tu tất cả vô cùng chân quý nhưng có thể gia tăng chiến lược đương nhiên lang hàn sẽ không keo kiệt hắn xài tiền như nước một bên dốc sức liều mạng luyện đan như vậy có tiến có ra, mới có thể bảo chứng tài nguyên không khô cạn. Trên tinh võng, sự kiện về số mệnh chân long lại lên men, rất nhiều đế tử đế nữ sinh đan cảnh, chú đỉnh cảnh đều nhảy ra, mời hai người đạt được số mệnh chân long hai cảnh giới này đánh một trận, dùng chứng minh ai mới là là vương giả vô địch cùng dai. Nếu không thể đòi lại chính danh, danh vọng của đế tộc sẽ bị đả kích lớn. Trước kia nhắc tới đế tử đế nữ, người nào không biết đây là danh từ đại biểu cho vô địch có thể đánh bại bọn họ cũng chỉ có đế tử đế nữ khác mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao, người ta biết nói, đế tử đế nữ cũng không có gì cả, người xem, số mệnh chân long cũng bị đoạt. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn hoàn toàn không quan tâm tới. Hắn vừa muốn luyện đan vừa muốn tu luyện, ăn no không có chuyện gì mới đi đòi chính danh với các ngươi. Lại qua nửa năm, Lăng Hàn đã tu hành sinh đan tiên đến viên mãn. Có thể đạt tốc độ nhanh như vậy, một là vì cảnh giới của hắn đã đạt tới sinh đan đại viên mãn, hắn vẫn chiếm tiện nghi cảnh giới, một phương diện khác là hắn không tiếc trả giá thật lớn ăn tài nguyên và đan dược luyện thể. Không chỉ có hắn, đại hắc cầu cũng đã tu xong chú đỉnh thiên, nữ hoàng và hổ nữ chậm hơn một bước, chỉ mới hoàn thành xong trúc cơ thiên. Lại qua một tháng sau, lang hàn đã tu xong sinh đan thiên. Thể lực của hắn hiện tại đã tới tam thập lục trọng thiên, hoàn toàn tương đương với bí lực, nếu như hắn cùng thúc dục cả hai, lực lượng đánh ra đạt tới tứ thập trọng thiên hai cái tam thập lục trọng thiên cộng lại mới phát huy ra chiến lực tứ thập trọng thiên. Nhìn thì rất yếu, nhưng trên thực tế, hai người có chiến lực tam thập lục trọng thiên liên thủ có thể đánh bại người có chiến lực tứ thập trọng thiên sao? Bởi vì hai chủng lực lượng tới từ chính lăng hàn, cho nên mới có thể dung hợp hoàn mỹ, bộc phát đến tứ thập trọng thiên. Cho nên, như vậy đã đủ châu bò. Phải biết rằng, tứ thập trọng thiên là một cái khảm, xưa nay các đại đế lúc tuổi còn trẻ cũng không có chạm đến, mà lăng hàn đã chạm tới, kỳ thật cấp độ bí lực của hắn còn chưa chạm tới cấp độ đỉnh phong này cho nên hắn tu sinh đan cảnh đến cuối cùng lực lượng tuyệt đối có thể đánh vỡ tứ thập trọng thiên cho dù hiện tại lang hàn cũng đã có thể quét ngang tất cả sinh đan quản ngươi có thiêu đốt đế huyết hay không hắn có thể san bằng tất cả lang hàn không có thư giãn hắn bắt đầu dùng năng lượng tứ tinh thôi động sinh đan thiên hắn muốn trùng tu một lần như vậy khí lực của hắn sẽ tăng lên kinh khủng mà lực lượng có thể đạt tới tứ thập trọng thiên sao đến lúc đó thể thuật cộng thêm bí lực đạt tới tứ thập trọng thiên, lực lượng bộc phát có thể đạt tới tứ thập ngũ trọng thiên, thậm chí còn cao hơn không? Có thể đánh với chân ngã cảnh một trận hay không? Lang Hàn tràn ngập chờ mong, đúng lúc này, tình xuất hiện gợn sóng, trước kia các đế tử đế nữ kêu gào mở một cuộc tranh tài, mời hai người thần bí kia tới tham chiến, nếu có thể thắng được, sẽ có vật phẩm chân quý đưa tặng. Ví dụ như, thiết nghiêu huyết quả, sau khi nhìn thấy thứ này, Lang Hàn rung động, chương 4595, Lang Sơn thiết nghiêu huyết quả là tiên dược thất tinh, cho tôn giả sử dụng. Lăng Hàn hiện tại cũng không cần chân dược như thế, nhưng hắn nhớ rõ tổ gia gia tống lam lúc trước tu luyện xảy ra sự cố, tổ hỏa nhập ma, cần luyện chế một loại đan dược để bổ cứu, mà trong đó cần một chủ dược chính là thiết nghiêu huyết quả. Lúc trước Lăng Hàn hợp tác cùng Tống Lam, từng đáp ứng đối phương, nếu có khả năng thì hắn sẽ trợ giúp Tống Lam cứu lão gia tử của nàng. Khi đó chỉ thuận miệng nói ra, nhưng bây giờ thiết nghiêu huyết quả đã xuất hiện trước mặt Lăng Hàn lăng hàn có thể không để ý tới hắn cũng không nợ tống lam cái gì nhưng hắn từng đáp ứng với nàng dù chỉ là thuận miệng nói ra nhưng thất tín tương đương với tâm ma đừng nhìn chỉ là một chuyện nhỏ nhưng tâm linh không viên mãn sẽ là đại họa lúc trùng kích thánh nhân ai ai bảo chính mình khi đó lắm miệng lăng hàn thở dài nói được rồi vốn cảm thấy khó chịu với các đế tử đế nữ vừa vặn nhân cơ hội này quét ngang bọn chúng một lần cho bọn chúng một giáo huấn về sau không nên kiêu ngạo như vậy ta không thể tự mình chạy tới, ai biết những đế tử đế nữ này thua có dùng ám chiêu hay không. Lăng Hàn đi gặp cửu sơn tôn giả, thỉnh hắn hộ tống cho mình, chỉ cần đế tử đế nữ tuân theo quy củ, hắn cũng nguyện ý đánh một trận công bằng, nhưng nếu xuất ám chiêu, hắn sẽ dựa vào tôn giả ra tay. Biết được Lăng Hàn thỉnh cầu, cửu sơn tôn giả đáp ứng. Hắn tràn ngập chờ mong vào Lăng Hàn, người trẻ tuổi kia tương lai có hy vọng thành đế. Hiện tại đi quét ngang đế tử đế nữ không phải thành đạp bằng con đường thành đế hay sao? đáng tiếc là trước kia hắn bế quan cũng không có đột phá thánh nhân nhưng thực lực của hắn tăng lên rất lớn có thể nói đã là số một số hai trong tôn giả đánh nhau gia cũng muốn đi tiểu thanh long biết được lăng hàn sẽ đi đánh nhau với đế tử đế nữ lập tức hào hứng bừng bừng nói ra gia là đế tử chân chính hơn nữa bối phận cũng là lớn nhất hiện tại đi chỉ điểm đám tiểu bối một phen uông 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 cầu gia cũng đi đại hát cầu cũng hét lên lăng hàn ngẫm lại nói tốt ba chúng ta cùng đi Nữ hoàng và hổ nữ cần phải chuyên tâm tu hành, tu vi các nàng còn yếu một chút. Tổ hợp của bọn họ rất kỳ quái, một người, một con chó cộng thêm một con tiểu thanh long. Đương nhiên, hiện tại tiểu thanh long không hề có uy nghiêm của chân long, vừa nhìn nó ai cũng cảm thấy giống thần lằn. Tạm thời không nói ba kẻ này, do cửu sơn tôn giả dẫn dắt, bọn họ nhanh chóng đi tới thanh lang tinh. Cửu sơn tôn giả ẩn nấp, nếu chỉ là tiểu bối luận bàn, hắn tự nhiên sẽ không nhúng tay, nếu ai lấy lớn hiếp nhỏ, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn. Thanh lang tinh chính là nơi các đế tử đế nữ ước chiến Lăng Hàn, đương nhiên, bọn họ cũng không biết người thần bí chính là Lăng Hàn. Bởi vì sự kiện này huyên náo rất lớn, rất nhiều người trẻ tuổi nổi danh trên tinh không đều chạy tới, muốn thấy trận đại chiến nhì, nhưng tinh võng chỉ có một âm thanh, cho rằng người thần bí không hiện thân. Được số mệnh chân long, đương nhiên là im lặng phát tài, vạn nhất bị người ta nhìn chằm chằm vào, đây không phải chuyện tốt gì. Ta không tin có ai đánh bại đế tử đế nữ, huống chi còn có hai yêu nghiệt như thế, cho nên, nhất định là đế tử đế nữ tranh đoạt nhau dẫn tới lưỡng bại câu thương, mới làm cho hai người kia chiếm tiện nghi, cho nên, bọn họ không có khả năng ra mặt, bởi vì vừa đánh nhau sẽ lộ nguyên hình. Đúng vậy, đế tử đế nữ có thiên phú số một số hai trên thế gian, lại có nội tình đế tộc ủng hộ, càng có thể thiêu đốt đế huyết gia tăng chiến lực vô tận, làm sao có khả năng bại trong trận chiến cùng dai. Ta khuyên các vị còn trên đường tới đây, nhanh chóng quay về đi, không nên lãng phí thời gian. Về phần các vị đang ở trên thanh lang tinh, các vị xem như đi du lịch một chuyến. Ha ha, đây là âm thanh nghiêng về một bên, đều cho rằng Lăng Hàn không có khả năng xuất hiện, bởi vì chẳng những sẽ trở thành bia ngắm, còn có khả năng mất mặt xấu hổ, cân nhắc lợi và hại, một gốc tiên dược thất tinh không đủ bù đắp. Ha ha, tiểu hàn tử, người bị xem thường, tiểu thanh long cười to, hắn cũng học đại hát cẩu gọi Lăng Hàn như vậy, nhưng cười cười, hắn tức giận nói. Móa, long ra hiện tại đánh không lại tiểu hàn tử, bọn chúng lại xem thường tiểu hàn tử thì khác gì xem thường long gia khốn kiếp đám tạp trùng long gia muốn đánh bọn chúng như tử gia hỏa này cảm xúc hóa nóng tính đã bộc phát lăng xem tin tức trên tinh võng hắn lộ ra vẻ mặt cổ quái thì ra có rất nhiều người tự xưng đạt được số mệnh chân long và đi khiêu chiến những đế tử đế nữ kết quả đều thảm bại vì cái gì có nhiều người giả mạo như vậy đơn giản bởi vì đây là cơ hội một trận chiến thành danh tốt nhất không có thực lực tương ứng đi khiêu chiến đế tử đế nữ chính là chủ ý ngu xuẩn, ngay từ đầu bị vạch trần thân phận giả mạo, các đế tử đế nữ chỉ bảo bọn họ xéo đi, nhưng người mạo danh không ngừng, làm cho các đế tử đế nữ giận dữ và bắt đầu giết người. Sau đó không còn kẻ nào giả mạo, dù sao thành danh là thứ tốt nhưng không thể sánh bằng tính mạng của mình. Ba người xuất phát, bọn họ nhanh chóng đi tới Lang Sơn. Lang Sơn là ngọn núi lớn nhất, cao nhất trên thanh lang tinh, cũng là nơi đế tử đế nữ ước chiến người thần bí, nghe nói lang tộc đã từng xuất hiện một vị đại đế mà nơi này chính là nơi đại đế đột phá thánh cảnh ngọn núi bị đạo tắc của đại đế bao phủ nên vô cùng chắc chắn hoàn toàn có thể chống lại tôn giả đại chiến nhưng đại đế lang tộc cũng không có biến nơi này thành tổ địa của đế tộc mà là chuyển nhà đến tinh thể khác bởi vậy nơi này không có cường giả lang tộc thủ vệ và nghiêm cấm tới gần ba người lang hàn bắt đầu đi lên ngọn núi đi một hồi phía trước xuất hiện một bình đài chỉ thấy một người trẻ tuổi áo xanh ngồi đó trên đùi còn đặt một thanh kiếm hai mắt khép kín như tượng đá. Bốn phía quanh bình đài có rất nhiều người vây xem, chỉ ít có năm sáu trăm người. Hắc hắc, các người tới xem náo nhiệt tay khiêu chiến. Những người này có người hỏi ba người Lăng Hàn, xem náo nhiệt như thế nào, khiêu chiến thì như thế nào. Lăng Hàn cười nói, xem náo nhiệt thì đứng chỗ chúng ta, khiêu chiến nha, ừ, vị kia đã đợi thật lâu. Người bốn phía lên tiếng, ha ha, cậu ra là tới khiêu chiến. Đại hắc cầu nhảy ra đầu tiên, nó đứng trên bình đài đối mặt với thanh niên áo xanh. Người trẻ tuổi áo xanh mở mắt ra, sau khi hắn nhìn đại hắc cầu một lần, hắn xem thường nói. Chính là chó hoang cũng xứng làm đối thủ của ta, lão hắc, hắn xem thường người đấy. Tiểu thanh long nói ra, nó và đại hắc cầu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, có thể nói hận gặp nhau quá muộn, đã thành hảo hữu của nhau. Trường 4596, hai tên khác người. Đại hắc cầu giận tím mặt, nó trợn mắt nhìn người áo xanh. Ngươi xem thường cẩu ra, cẩu ra đánh chết ngươi. Người áo xanh không nhìn đại hắc cẩu, mà là nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Thì ra là ngươi, Lăng Hàn hiện tại đã có danh xưng sát thủ đế tử, tự nhiên thanh danh cũng truyền vào đế tộc. Hư, đúng là không biết cái gì gọi là, chỉ là một dân đen lại dám tự xưng sát thủ đế tử. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, con chuột vĩnh viễn chỉ có thể là con chuột. Người trẻ tuổi áo xanh vươn người đứng dậy, tiếng kiếm minh vang lên, thanh trường kiếm xuất hiện kiếm quang chém tới cháu trai, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Đại hắc cầu hét lớn một tiếng, nó tấn công người áo xanh. Oanh, 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 một người một chó đại chiến vô cùng kịch liệt. Tuy người áo xanh tỏa chấn tại nơi này nhưng hắn cũng không phải là đế tử, chỉ là thành viên trong đế tộc, tuy chiến lực không tầm thường nhưng hoàn toàn không đạt tới cấp bậc đế tử. Đại hắc cầu gian xảo cỡ nào, làm sao có thể biết rõ không địch lại còn ngu ngốc sông lên. Hôm nay đại hắc cầu bộc phát chiến lực kinh người, nó đạt được rất nhiều chỗ tốt trong chân Long Uyên, tu vi đã tăng lên rất lớn, hiện tại đã bước vào sinh đan hậu kỳ, mà nó sắp tu thành sinh đan thiên của thiên long đế quyết, chiến lực cao tới nhị thập ngũ trọng thiên, đã là số một số hai tinh võng. Lại nhìn người trẻ tuổi, tuy hắn là sinh đan đại viên mãn nhưng chiến lực không mạnh bao nhiêu. Một người một chó đại chiến, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Quá trình thăm dò lẫn nhau kết thúc, sau đó tiến vào giai đoạn gai cấn, song phương đều thi triển tuyệt chiêu, chiến đấu kịch liệt có thể chết người. Đại hắc cầu mà làm như vậy thì nó không còn là đại hắc cầu. Cháu trai, quá yếu, thật sự là quá yếu, người không đánh rất vọng lông của cầu ra, hôm nay người không uống sữa sao. Lại dùng lực một chút, người có thể bước cầu ra sử dụng một thành lực lượng đấy. Ai, phóc người xấu, chiến lược vô cùng thê thảm, nếu cầu ra là người thì ta sớm tự cung rồi. Ô, người thật ẻo là, có phải đã sớm tự cung hay không? Đại hắc cầu triển khai ngôn ngữ công kích, đây mới là hình thức công kích bình thường của nó ngàn vạn không thể coi thường loại công kích này nó đâm thẳng vào thần thức muốn không nghe cũng không được người trẻ tuổi tức giận tím mặt hắn cũng biện bạch mình không phải thái giám nếu không hiểu lầm này truyền đi cả tinh không đều biết và đàm tiếu về hắn phải biết rằng đại hắc cầu thô tục chính là một loại bản năng căn bản không cần phí sức suy nghĩ người khác có thể so sánh hay sao bởi vậy người trẻ tuổi vừa phải công kích đại hắc cầu vừa phải vắt óc suy nghĩ làm sao phản bác đại hắc cầu hắn làm sao thắng được hắn nhanh chóng lâm vào hạ phong, hèn hạ, quá vô sỉ, cho dù thắng thì như thế nào, căn bản không thể phục chúng. Đám người vây xem lắc đầu, đại hắc cầu có thực lực mạnh kinh người, hết lần này tới lần khác ra bài không theo lẽ thường, vận dụng thủ đoạn cực kỳ vô sỉ. Đại hắc cầu không thèm để ý, tôn chỉ của nó chính là có thể buồn nôn một là một, nó không ngừng lên tiếng. Càng nói càng nhanh, thanh niên áo xanh tức giận phun máu tươi. Quá vô sỉ, quá hèn hạ, sao có thể như vậy? Bành! vừa mới thất thần, hắn đã bị đại hắc cẩu đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, sau đó hắn phun máu liên tục. Ai, cao thủ tịch mịch, đại hắc cẩu đứng thẳng lên, hai chân trước đặt sau lưng, đồ lót sắt tỏa sáng thật cay mắt. Tất cả mọi người muốn nhổ nước bọt vào nó, tại sao lại thấp hèn tới mức này? Đi cùng cẩu ra đi, đại hắc cẩu chắp tay sau lưng, nó đi thong thả về hướng Thánh Sơn. Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long đều cười cười, sau đó đi theo đại hắc cẩu rời đi. Những người khác thấy thế vội vàng theo sau, bọn họ chạy tới nơi này không phải vì xem náo nhiệt sao bọn họ đi lên núi sau khi đi một lúc lại phát hiện có bình đài nơi này quạnh quẽ chỉ có một người trẻ tuổi chắp tay đứng trên bình đài bốn phía không có một bóng người thời điểm ba người lăng hàn đi tới người trẻ tuổi kia lập tức nhìn sang xoát trong ánh mắt mang theo lực xuyên thấu rất mạnh có thể đến nơi đây nói rõ thực lực các ngươi thông qua người trẻ tuổi kia nói ta chính là tào hùng là ai trong các ngươi là đối thủ của ta hắn cũng không phải đế tử, nhưng thực lực còn mạnh hơn người trước rất nhiều. Ánh mắt đại hắc cẩu rất độc, nó nhận ra mình không phải đối thủ, dù sao nó mới sinh đan hậu kỳ, hơn nữa còn chưa có bắt đầu tu luyện thiên long đế quyết sinh đan thiên, không địch lại cũng bình thường. Bởi vậy, nó quyết đoán không có lên tiếng, chỉ làm như không nghe thấy. Tiểu thanh đi lên bình đài, nó dương nhanh múa vuốt làm ra uy nghiêm của chân long. Thần lằn, tào hùng ngạc nhiên, loại sinh linh cấp bậc thấp này cũng xứng giao thủ với hắn. Tiểu Thanh Long giận dữ, thân phận của nó cao quý cỡ nào, con ruột của chân Long, cái gì đế tử đế nữ, ở trước mặt hắn đều đứng sang một bên, bởi vì nó là sơ đại, là đế tử chân chính. Hơn nữa, chân Long là tồn tại cao quý trong các thần thú, người dám gọi ta là thần lằn. Bà ngoại có thể nhận, cậu không thể nhìn. Ha ha ha, người bốn phía cười to, từ đâu xuất hiện một con thần lằn, còn dám nghênh chiến đế tộc. Veo, Tiểu Thanh Long hành động, nó lao tới tấn công Tào Hùng, tốc độ nhanh kinh người. Cái gì, Tào Hùng chỉ kịp ngạc nhiên, bành, hắn bị đánh bay ra ngoài, lực lượng khủng bố lan ra khắp toàn thân của hắn, hắn có cảm giác xương cốt toàn thân như vỡ ra. Hắn bại, đường đường đế tộc, mạnh nhất dưới đế tử, hắn có thể quét ngang tinh võng nhưng lại bại trong một chiêu, hơn nữa còn thua một con thần lằn. Người rốt cuộc là cái gì, thần lằn, hắn bỏ dậy và phát ra âm thanh không cam lòng, sau đó hôn mê tại chỗ. Tiểu thanh long giận dữ, người còn dám gọi ta là thần lằn hắn lao tới bắt lấy tào hùng dốc sức liều mạng lay hắn tỉnh lại đại gia là chân long long ngươi lặp lại lần nữa cho ta nhưng tào hùng đã hôn mê rất triệt để có lay cỡ nào cũng không tỉnh ba 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 tiểu thanh long tát tào hùng hỗn đản nhanh tỉnh lại cho long ra mau nói xin lỗi tất cả mọi người hít khí lạnh con thần lần này rất hung tàn nó dám trả đạp đế tộc như thế chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao lăng hàn đi lên khuyên bảo nói được rồi chúng ta tiếp tục đi thôi Tiểu Thanh Long thở phì phì ném Tào Hùng xuống đất, sau đó đi theo Lăng Hàn lên Thánh Sơn. Tất cả mọi người sinh ra hứng thú và chờ mong, tổ hợp này quá bạo lực, không biết sẽ gây ra động tính cỡ nào. Mọi người liên tục theo sau, hạ quyết tâm muốn vây xem, có rất nhiều người mở công năng tinh võng quan sát. chương 4597, Tiểu Thanh Long phát huy. Ba người Lăng Hàn tiếp tục lên núi, không đi bao lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện bình đài. Lần này chính là nữ tử, nàng mặc váy dài màu lam nhạt, mái tóc dài màu tím, lại phối hợp gương mặt trắng trẻ nên xinh đẹp động lòng người. Lăng Hàn, nữ tử nhìn Lăng Hàn, nàng cười lạnh, được xưng là sát thủ đế tử, quả nhiên có tài, hai tên phế vật lúc trước không thể lưu ngươi lại. Xấu nữ, Long ra đến, tiểu thanh Long lao tới, trên người của ngươi có mùi của dao xà, nhìn thấy chân mệnh thiên Long như Long ra, còn không mau quỳ xuống thẻ lưỡi liếm dày. Nữ tử tóc tím sững sờ, sau đó giận tím mặt. Con thần lần kia, đi chết đi, oanh, nàng xuất ra một trường, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc hóa thành núi cao chân áp tiểu thanh long. Đây là đế nữ, lực lượng vượt qua tam thập trọng thiên. Lực lượng thuần túy đạt tới tam thập trọng thiên, đây là một đạo hạm, chỉ có đế tử đế nữ mới có thể bước qua. Lực lượng khủng bố ập tới, đây là tiết tấu muốn giết người. Ô, long gia chính là con ruột của chân long, thân thể hơi chấn động một cái, giao xà như người có thể động đậy hay sao. Tiểu thanh long tùy ý chống đỡ, nó mang theo khó hiểu nhìn Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu. Theo lý mà nói, chân long xuất thế, tất cả đều là giao xà đều phải thuần phục mà. Lăng Hàn lắc đầu, chủ huyết mạch của người ta là đế tộc, phó huyết mạch mới là giao tộc, cho nên tự nhiên miễn dịch khí tức của ngươi. Tuy chân long đứng đầu các thần thú, tổ vương sau này có ai không dựa vào cố gắng của mình thành đạo, có người nào yếu hơn chân long sao? Cho nên, cùng là hậu đại, tự nhiên không tồn tại khác nhau về chất, chỉ nhìn tu vi ai cao hơn, chiến lược ai mạnh hơn. Thời điểm nhìn thấy Tiểu Thanh Long giao đấu đế nữ còn có thể nhàn nhã quay đầu nói chuyện, thực lực này cũng quá kinh khủng rồi. Lăng Hàn là sát thủ đế tử, chẳng lẽ con thần lần này muốn trở thành sát thủ đế nữ? Có người nói nói, thực lực quá khủng bố, không kém gì Lăng Hàn, sát thủ đế nữ, hoàn toàn xứng đáng. Mọi người liên tục nói ra, lời này truyền khắp tinh võng, cũng làm nghị luận nổi lên bốn phía. Tiểu Thanh Long lắng nghe, nó càng giận dữ, tuy danh xưng sát thủ đế nữ không kém gì Lăng Hàn, nhưng mang theo một chữ nữ lại làm nó có cảm giác bị châm chọc. Lăng Hàn, Long Gia muốn đổi với ngươi. Nó nói, Long Gia là sát thủ đế tử, ngươi là sát thủ đế nữ. Lăng Hàn chỉ cười cười, hoàn toàn không có ý tiếp lời. Đế nữ tóc tím càng giận dữ, nàng bị bỏ qua không quan tâm. Tố vân thiên kích, nàng quát một tiếng, song trưởng đánh mạnh, rầm rầm rầm. ngay sau đó thiên địa thất sắc. Nếu không phải nơi này là Lang Sơn, có lẽ hiện tại nó đã sụp đổ, bị lực lượng khủng bố của nàng đánh nát bấy. Tiểu Thanh Long hừ nhẹ một tiếng, chút tài mọn, nó không thúc giục đế thuật cũng có thể thông dòng hóa giải. Hiện tại nó nó cũng biết đế thuật, sau khi sinh ra, nó có rất nhiều thần thông thức tỉnh, chân long phong ấn trong thức hải của nó, chỉ cần vừa xuất thế sẽ bỏ niêm phong, cũng hóa thành sở học của hắn. Như vậy đã qua một năm, hắn cũng tu thành mấy môn, không hề chật vật như lúc mới đấu với Lăng Hàn. Nhìn thấy tiểu thanh long thần uy như vậy, tất cả mọi người cảm khái không thôi, Nữ tử tóc tím đã dùng tới đế thuật nhưng không thể áp chế Thần Lằn, đây là việc quá kinh người. Thần Lằn tộc sắp quật khởi. Đúng vậy, đây là thiên tài cái thế, tương lai không thể thành đế cũng thành thánh nhân vô cùng cường thế. Ai, thật sự hâm mộ Thần Lằn tộc, trước kia không có tiếng tăm gì, hiện tại sắp quật khởi. Tất cả mọi người nói với nhau, trên tinh võng cũng cảm thán, lại có một chủng tộc sắp quật khởi. Tiểu Thanh Long tức giận, nó là con ruột của Chân Long, chính là thủ lĩnh Long tộc, cái gì Thần Lằn chủng tộc của nó đã sớm danh chấn thiên hạ, lúc trước các đại đế còn tồn tại, long tộc cũng là cao cấp nhất. Các ngươi quá cô văn quả lậu, đều câm miệng cho long ra. Nó quá to, cuối cùng đã động thủ thật sự, đế nữ tóc tím hoảng sợ, đây mới là thực lực chân tránh của thần làn sao. Quá kinh khủng, nàng không không còn tâm lý may mắn, lập tức thiêu đốt đế huyết, thân thể nàng phóng đại biến thành nữ tử cao trăm trược nhưng dáng người vẫn động lòng người, xinh đẹp như hoa. Oanh, nàng xuất ra một trường, lực lượng khủng bố sôi trào, chỉ thấy cánh tay của nàng sáng lên. Lực lượng của nàng là tam thập nhất trọng thiên, thiêu đốt đế huyết sẽ tăng lên tam thập cửu trọng thiên, lại thi triển đế thuật, chiến lực lại không thể đột phá tứ thập trọng thiên, tứ thập trọng thiên là một đạo hạm, cho dù thiêu đốt đế huyết cũng không thể vượt qua, giống như ở giữa thiên địa có lực lượng trói buộc nào đó, người không phải tự mình tu ra lực lượng, chiến lực sẽ không thể đột phá tứ thập trọng thiên. Dù là như thế, chiến lực tứ thập trọng thiên cũng vô cùng khủng bố, thử hỏi thiên hạ có ai dám ngăn cản. Tiểu Thanh Long lộ ra vẻ khinh thường, chiến lực không đột phá tứ thập trọng thiên, cũng xứng giao thủ với Long gia. Nó hoàn toàn không tránh né, chiêu chiêu đón đỡ. Oanh, 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 mọi người hoảng sợ phát hiện, Tiểu Thanh Long trọi cứng đế nữ tóc tím, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm được một tia thượng phong. "Hí, đây là khái niệm gì? Đế nữ tóc tím có chiến lực tứ thập trọng thiên, hiện tại ra hỏa kia có thể áp chế nàng, chẳng phải chiến lực đã vượt qua tứ thập trọng thiên?" Má ơi, việc này quá kinh khủng, ai cũng biết, chiến lực sinh đan cảnh không có khả năng vượt qua tứ thập trọng thiên, lại tăng cao hơn đã bước vào lĩnh vực chân ngã cảnh. Hàng rào đẳng cấp võ đạo xâm nghiêm, chân ngã cảnh tuyệt đối nghiền áp sinh đan, đây là chân lý, trí lý, nhưng còn bây giờ thì sao, con thần lần này đã vi phạm chân lý. Có ai không sợ hãi? Mọi người khiếp sợ làm cho tiểu thanh long hài lòng, nó cười nói. Long gia chính là đệ nhất thiên hạ, vô địch cùng dai, ngày sau tất thành đại đế, các ngươi còn không mau hành lễ. Tự kỳ, tất cả mọi người im lặng, nói đến thiên phú châu bò, gia hỏa này còn yêu nghiệt hơn cả lăng hàn, tại sao tính cách lại đê tiện như thế? Này uy uy, các ngươi có biểu lộ gì? Tiểu thanh long vội vàng, vừa rồi còn có vẻ mặt khiếp sợ, tại sao hiện tại lại biến thành xem thường? Đế nữ tóc tím bị chọc giận suýt phát điên, nàng đã dùng tới tuyệt chiêu, tiểu thanh long còn dám phân thần, hoàn toàn không xem nàng là chuyện quan trọng, nàng làm sao chịu nổi chết, nàng cầm thương đâm tiểu thanh long, đây là phỏng chế đế binh, uy lực vô cùng cường đại, nhưng thiên địa có một đạo tuyến, không phải thực lực chân tránh của mình, không cách nào vượt qua tứ thập trọng thiên, bởi vậy, nàng vận dụng pháp khí cũng không tốt, chiến lực không có bước vào tứ thập nhất trọng thiên, nhưng có nàng vận dụng, trường thương như sống lại, uy lực tự chủ công kích của nó không kém gì nữ tử. Giống như có hai cao thủ chiến lực tứ thập trọng thiên liên thủ đối phó tiểu thanh long. Trường 4598, sát thủ đế nữ. Tiểu Thanh Long bình thản tự nhiên không sợ chiến lực vượt qua một trọng thiên, ít nhất phải ba đến người mới có thể đền bù. Lại nói hắn Tu Thiên Long đế quyết, khí lực vô cùng cường hoành, cho dù bị đánh chúng cũng không sao cả. Nếu không hắn sao có thể đủ chiến đấu với Lăng Hàn lâu như vậy? Lại nói sau khi thiêu đốt đế huyết sẽ có thời gian hạn chế, một khi đốt xong chiến lực đế nữ tóc tím sẽ giảm xuống, pháp khí không có thực lực cường đại thúc giục phẩm chất cao cũng không làm được gì. Mọi người như mê mẩn, trời ạ! À. Tại sao có cao thủ biến thái như thế? Lăng Hàn so sánh với hắn còn kém hơn rất nhiều. Tiểu Thanh Long đánh thật cao hứng, hắn vận chuyển đế thuật, cường thế phản kích. Bành, 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 đế nữ thì như thế nào, thiêu đốt đế huyết thì như thế nào, tay cầm phỏng chế đế binh thì thế nào? Nữ tử tóc tím bị đánh lui, hoàn toàn không địch lại. Trời ơi, tất cả mọi người há to mồm, bọn họ không phát ra được chút âm thanh nào. Tuy thần lần rất ti tiện, trong chiến đấu cùng dai, nó có thể vô địch tương lai tất thành thánh, còn có khả năng thành đế. Banh, đế nữ tóc tím bị đánh bay ra ngoài, nàng đụng vào ngọn núi, thân thể ngã xuống và hình thể thu nhỏ thật nhanh, hiển nhiên đã hết thời gian thiêu đốt đế huyết. Tiểu Thanh Long toàn thắng, mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn, thậm chí có cảm giác cuồng nhiệt. Võ giả chỉ thờ phụng cường giả, Tiểu Thanh Long đã dùng thực lực chứng minh hắn cường đại, đáng giá kính sợ. Tiểu Thanh Long thập phần hưởng thụ ánh mắt mọi người, hắn cười hắc hắc, nói về sau làm tiểu đệ của Long gia ta sẽ không bạc đãi các ngươi tất cả mọi người trợn mắt đừng nhìn bọn họ cũng không phải là đế tộc nhưng có người nào không phải xuất thân bất phàm không phải trên người có thánh huyết thì chính là đệ tử thánh địa yếu lắm cũng có bối cảnh tôn giả muốn bọn họ nhận thần lần làm lão đại cho dù ngươi đánh giỏi có yêu nghiệt cũng không được mọi người cần mặt mũi dù sao tính cách ti tí tiện của con thần lần này sẽ truyền khắp tinh không nhìn thấy ánh mắt mọi người tránh đi Tiểu Thanh Long cảm thấy mình sắp bị chọc giận nội thương hắn là con ruột chân long lại bị người ta khinh bỉ. Đi, Lăng Hàn phất phất tay, không muốn nhìn thấy tiểu thanh long diễn trò nữa. Đại hắc cầu cười hắc hắc, nó đi chung với Lăng Hàn. Tiểu thanh long vội vàng theo sau, đợi long ra một chút, nhìn thấy cảnh này, mọi người kinh ngạc. Tiểu thanh long cường đại yêu nghiệt như vậy, hiện tại nó mặt dày mày dạn lấy lòng Lăng Hàn, đúng là quá khó hiểu. A à hát hát, Lăng Hàn có giúp đỡ như thế, hắn sắp lật trời rồi. Trên tinh võng đã sớm gà bay chó chạy. Phụ trương phụ trương, sát thủ đế tử Lăng Hàn và sát thủ đế nữ Thần Lằn Liên Thủ đang leo lang sơn, cũng khởi sướng khiêu chiến các đế tử đế nữ. Sát thủ đế tử không cần nhiều lời, mọi người rất hiểu về hắn, sát thủ đế nữ Thần Lằn, đây là thiên tài đột nhiên xuất hiện, thực lực mạnh tới cực điểm, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ sẽ sáng tạo kỳ tích trong lịch sử, đánh bại tất cả đế tử đế nữ. Đã có một đế nữ bị đánh bại, mời mọi người tiếp tục chú ý ta trực tiếp, ta sẽ công bố đáp án cho mọi người Tiểu Thanh Long trước đó không có danh tiếng gì, nó vừa xuất hiện đã gây ra động tính to lớn, dùng đánh bại một đế nữ dựng nên thanh danh hiển hách, người trên tinh võng suy đoán, rốt cuộc nó có địa vị gì, tại sao đi chung với Lăng Hàn. Lăng Hàn sung trận ngựa lên trước, sau đó trong núi không gặp bình đài nào nữa bọn họ thẳng treo lên đỉnh núi, nơi này có ít nhất 20 đế tử đế nữ. Bách Lý Sa, Thạch Nguyên Trần, Từ Kiệt, còn có. Trì mộng hàm, Lăng Hàn, lúc nhìn thấy Lăng Hàn, ánh mắt Bách Lý Sa lạnh lẽo nhưng hắn bị chém dụng trí nhớ tương quan trí nhớ chỉ dừng lại lúc kết thù với lăng hàn trước khi tiến vào chân long uyên tự nhiên nhìn lăng hàn không vừa mắt có lẽ ăn thua thiệt trong chân long uyên bản năng của hắn sinh ra chán ghét lăng hàn tới cực điểm muốn giết hắn cho thống khoái không chỉ hắn thạch nguyên trần từ kiệt không có gặp qua lăng hàn nội tâm lại sinh ra cảm giác chán ghét đây là việc làm bọn họ cảm thấy khó hiểu chẳng lẽ bọn họ bại trong tay lăng hàn tại chân long uyên cho nên lưu lại ấn ký không thể xóa nhòa Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, không phải các người muốn đấu với ta sao? Hiện tại ta đến, là ngươi đạt được số mệnh chân long. Một gã đế tử hỏi, nhưng cũng không phải là người tiến vào trong chân long uyên. Không sai, Lăng Hàn gật đầu, vừa rồi tên đế tử kia cười lớn, sau đó nhìn đám người bách lý xa. Bách lý, từ kiệt, các người thua người đê tiện này. Các đế tử đế nữ tiến vào chân long uyên cảm thấy xấu hổ, có đế tộc tham dự, nhưng cuối cùng bị một tên không phải đế tộc vượt lên trước, bọn họ mất hết mặt mũi. Bách Lý Sa hừ một tiếng, nói, ta không nhớ rõ lúc trước phát sinh chuyện gì, nhưng chỉ là một dân đen, làm sao có thể địch nổi đế tử, huống chi nơi này có nhiều đế tử như vậy. Cho nên, người này nhất định đã dùng thủ đoạn không trong sáng. Lăng Hàn lắc đầu, chẳng lẽ quên chân tướng sự thật thì có thể nói lung tung hay sao? Hắn cũng không sao cả, hắn nói, đến đến, không phục thì đi ra, ta sẽ đánh tới khi các ngươi gọi ra ra mới thôi. Hắn vừa dứt lời, tất cả đế tộc giận dữ, trừ trì mộng hàm. Lăng Hàn, người tốt nhất lập tức rời đi, lần này còn có đế tử kim tầm tộc, thực lực không dưới ta. Trì mộng hàm dùng thần thức truyền âm nói với Lăng Hàn. Nữ nhân này tâm nhãn không tệ, không phụ lòng đồng hội đồng thuyền trong chân Long Uyên. Lăng Hàn mỉm cười, cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, ta đấu với tất cả các ngươi, thứ hai, các ngươi liên thủ đấu một mình ta còn có long ra, tiểu thanh long không cam lòng bị gạt sang một bên, nó vội vàng kêu lên. Thật cuồng, nơi này có bao nhiêu đế tử đế nữ, có khoảng 20 người đấy. Tuy sinh đan cảnh cùng chân ngã cảnh là một rãnh trời, nhưng nhiều đế tử đế nữ liên thủ, nếu cùng một thiêu đốt đế huyết vẫn có thể đấu với chân ngã cảnh yếu nhất. Chất lượng không bằng dùng số lượng bổ sung, cho dù lăng hàn liên thủ với thần lần cũng không thể địch nổi bọn họ. Chỉ mộng hàm cao mày, nàng đã nhắc nhở lăng hàn, tại sao hắn không nghe. Ba ba ba, Bách Lý Sa vỗ tay, vừa đi đi ra. Lăng Hàn, đừng tưởng rằng người khác đặt cho ngươi danh hiệu sát thủ đế tử thì ngươi cho rằng mình có thể áp đảo đế tử. Ta cho ngươi biết, Long vĩnh viễn là Long, mà trùng. Cũng vĩnh viễn là trùng. Bách Lý Huynh, giao con dẹp này cho ngươi. Từ kiệt cười nói, hắn dùng ánh mắt xem thường nhìn Lăng Hàn. Tốt, Bách Lý Sa gật đầu, trên người hắn tỏa ra sát cơ rất mạnh. Chí nhớ của hắn về Lăng Hàn dừng lại trước khi tiến vào chân Long Uyên, nhưng bởi vì thái độ của trì mộng hàm đối với lăng hàn đã chọc hắn sinh ra sát ý. Chết đi, hắn lao tới tấn công lăng hàn, chương 4599, vượt qua tứ thập trọng thiên. Một đế tử giết tới, quấy phong vân quay cuồng. Đế tử, đây là danh từ mạnh nhất cùng giai, ai có thể ngăn cản. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, hắn vung quyền ngăn cản. Bang, quyền đánh xuống, bách lý xa bay ngược về phía sau càng nhanh, hắn đâm vào vách núi, thân thể chìm vào lòng núi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là đế tử đế nữ hay những người vây quanh, bọn họ đều im lặng. Việc này không thể tưởng tượng nổi, Bách Lý Sa chính là đế tử, thực lực khủng bố không cách nào hình dung, thiên tài như thế bị một quyền của Lăng Hàn đánh bay. Trời ơi, một lúc sau, mọi người mới gào to, trước kia cảm thấy Lăng Hàn là côn trùng, bọn họ tuyệt đối thật không ngờ côn trùng biến thành mãnh hổ hung ác. Sinh đan đại viên mãn, đôi mắt chỉ mộng hàm sáng ngời, nàng nói thầm trong lòng. Nàng biết rõ, Lăng Hàn có tư chất bát tinh, thậm chí còn xuất sắc hơn cả nàng, cho nên, một khi Lăng Hàn bước vào sinh đan đại viên mãn, cùng giai có ai địch nổi hắn hay không? Nàng cũng không nhớ rõ, kỳ thật Lăng Hàn có tư chất chuẩn cửu tinh, bây giờ tu luyện thiên long đế quyết, hắn tuyệt đối có tư chất cửu tinh, thậm chí đạt tới chuẩn thập tinh. a à, Bách Lý Sa gào to, hắn dẫy thoát ra khỏi vách núi, chiến ý hóa thành thực chất và sôi trào như nước sôi. Đường đường đế tử bị người dùng một quyền đánh bay, đây là việc nhục nhã cỡ nào? xíu yêu yêu hắn lao thẳng về phía lăng hàn bành nhưng hắn hiện tại không địch lại lăng hàn hắn lại bị một quyền đánh bay lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn nhìn sang mọi người các ngươi cùng lên đi các đế tử đế nữ đều im lặng bách lý xa bị một quyền đánh bay hai lần việc này hoàn toàn chứng minh thực lực lăng hàn cũng nói rõ đế tử đế nữ bọn họ kém xa lăng hàn điều này có thể sao một kẻ không phải đế tộc dựa vào cái gì có thực lực mạnh như vậy Hí, bọn họ nghĩ đến một khả năng, đó chính là tương lai Lăng Hàn có khả năng thành đế. Trong lịch sử, đế tử cũng không phải vô địch, cũng từng bị đánh bại, đó là thời kỳ tổ vương sinh ra. Các đế tử đế nữ sinh ra trong thời đại đó đều phi thường bất hạnh, bởi vì bọn họ cũng bị tổ vương tương lai dẫm lên đầu leo lên đế vị, bọn họ chỉ có thể biến thành lá xanh làm nền. Hiện tại, chân Long Uyên mở ra, nói rõ thiên địa đã chuẩn bị xong, sẽ nghênh đón một vị đại đế mới ra đời. Sẽ là Lăng Hàn không không không, tuyệt đối không thể như thế, thời đại này còn có thế hệ hoàng kim, nhất định sẽ đánh vỡ nguyền rủa đế tộc không thể sinh ra đại đế. Lăng, Hàn, Bách Lý Sa đứng lên lần nữa, oanh, hắn thiêu đốt đế huyết, hắn hóa thành cự nhân cao trăm trượng, toàn thân xuất hiện đường vân phức tạp và tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bách Lý Sa lúc này tin tưởng gấp trăm lần, bởi vì một khi thiêu đốt đế huyết, hắn nhất định vô địch. Lăng Hàn kinh ngạc, không phải nói sau khi thiêu đốt đế huyết, ít nhất phải mất vài chục năm mới khôi phục hay sao ban đầu là lâm lãng bây giờ là bách lý sa tất cả đều đánh vỡ quy luật này chỉ có thể nói đế tộc có thủ đoạn cao siêu ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn bách lý sa quát lớn hắn thả người nhảy lên tấn công hàn lần thứ ba lăng hàn hừ lạnh một tiếng hắn xuất quyền tấn công bành ánh mắt mọi người co giật chỉ thấy thân thể to lớn của bách lý sa bị đánh bay nện vào vách núi lần nữa trời ơi tất cả mọi người kể cả đế tộc đều há to mồm hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Lại là một quyền đánh bay, trời ơi! Phải biết rằng, hiện tại Bách Lý Sa đã thiêu đốt đế huyết, chiến lực tăng lên tứ thập trọng thiên, hiện tại bị một quyền đánh bay, chiến lực của Lăng Hàn mạnh cỡ nào? Tứ thập nhất trọng thiên, không biết đủ hay không, ưu thế một trọng thiên chỉ bảo chứng Lăng Hàn thắng ổn, nhưng tuyệt đối không thể dùng một quyền kiến công. Phải mạnh hơn ba trọng thiên mới có thể nghiền ép như vậy. Nghĩ đến con số đáng sợ này, mỗi người cảm thấy ra đầu ngứa dữ dội, đây là việc không thể nào, không thực tế. Cho dù là lão tổ tông của bọn họ, những tổ vương khai sáng đế tộc, ban đầu ở sinh đan cảnh cũng chỉ có chiến lực tam thập lục đến tam thập cửu trọng thiên, chỉ có sử dụng thêm tiên thuật mới đánh vỡ hạn chế tứ thập trọng thiên, nhưng tối đa chỉ đạt tới tứ thập nhị trọng thiên. Nhưng phải biết rằng, bọn họ đều là tổ vương tương lai. Chiến lực tứ thập tam trọng thiên, ngay cả tổ vương lúc tuổi còn trẻ cũng không chạm tới. Quái vật, tuyệt đối quái vật, đôi mắt chỉ mộng hàm bắn ra hàn quang, Nàng biết rõ Lăng Hàn cường đại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn có thể yêu nghiệt đến như vậy. Hơn nữa, Lăng Hàn vừa tiến vào đại viên mãn, hiển nhiên hắn chưa đạt tới cực hạn của sinh đan cảnh. "Hí, nghĩ tới đây, nàng càng hoảng sợ, chiến lực tứ thập tam trọng thiên còn không phải cực hạn của Lăng Hàn. Trời ạ, à, chẳng lẽ gia hỏa này trình diễn kỳ tích, thời điểm sinh đan cảnh có chiến lực chân ngã cảnh." Lăng Hàn mỉm cười, hắn nhìn về phía mọi người, "Hiện tại, các ngươi nên biết ta cũng không có xem thường các ngươi." hoàn toàn là vì ta rất cầu thị. Hắn nói đúng, các đế tộc lại có cảm giác mình bị khinh bỉ. Chiến hay không chiến, Lang Hàn cười nói, chiến thì nhanh một chút, tranh thủ thời gian xông lên, không chiến thủ nhanh một chút, giao thiết nghiêu huyết quả ra đây. Các đế tộc nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Đơn đả độc đấu, cho dù thiêu đốt đế huyết, bọn họ cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn, nếu liên thủ xông lên, cho dù thắng thì như thế nào, các đế tử đế nữ liên thủ mới thắng được, chuyển đi cũng biến thành trò cười. Hơn nữa, còn có một khả năng, vạn nhất bại thì sao? Khi đó bọn họ sẽ không còn mặt mũi gặp người. Lăng Hàn, ta luận bàn với người ba chiêu. Đúng lúc này, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đi tới, tướng mạo vô cùng anh Tuấn, càng có khí chất khó có thể hình dung. Kim tầm đế tộc, Trương Phương, người trẻ tuổi kia tự giới thiệu mình. Lăng Hàn A một tiếng, chỉ mộng hàm cảnh cáo hắn phải cẩn thận người này, hắn cũng cảm thấy hứng thú, hắn muốn biết Trương Phương mạnh bao nhiêu. Mời, hắn nói ra, thu hồi dáng vẻ lông bông, Trương Phương không dám chủ quan, hắn được vinh dự thiên phú không kém gì thế hệ hoàng kim, hơn nữa lực lượng nguyên thủy cao tới tam thập ngũ trọng thiên, cho dù bộc phát thì chiến lực vẫn không đạt tới tứ thập trọng thiên. Cho nên, hắn như Lâm Đại Địch khi đối mặt Lăng Hàn. Hắc, hắn quát một tiếng và lao thẳng về phía Lăng Hàn, hắn cũng không có thiêu đốt đế huyết, cho hắn hắn là thiên tài có thể sánh bằng Tổ Vương năm đó, cho nên thiêu đốt đế huyết cũng không dùng được nhiều lắm chỉ tăng thêm cho hắn hai trọng thiên mà thôi. Hắn dứt khoát không cần, như vậy sẽ công bằng một chút. Lăng Hàn cũng không dùng thuật, hắn dùng bí lực đấu với Trương Phương. Nhưng bí lực của hắn có chiến lực tam thập lục trọng thiên, đừng nhìn chỉ cao hơn Trương Phương một trọng thiên, mạnh chính là mạnh. Oanh, 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 Trương Phương lâm vào hạ phong, hắn không có lực hoàn thủ.